Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 97. Xuy. Một tia máu tươi đột nhiên kích xạ ra, trong mắt Dương Diệp tràn đầy dữ tợn, hắn không nói nhảm, tay phải chảo một cái, một thân ảnh bị hắn kéo ra, rất nhanh, tay trái hắn cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên, trực tiếp mang theo thân ảnh kia hóa thành kiếm quang chui vào không gian trước mặt. Chạy đi đâu? Xa xa, lão giả hoa bào quát, một bàn tay vỗ vào chỗ không gian mà Dương Diệp biến mất, không gian bị oanh nát. Nhưng Dương Diệp đã không thấy bóng dáng. Lão giả hoa bào cùng trung niên muốn truy, nhưng bọn hắn đã cảm ứng không đến khí tức của Dương Diệp. Sắc mặt hai người cực kỳ khó coi. Lúc này, bọn hắn làm sao không rõ. Sở dĩ Dương Diệp không chạy trốn, sở dĩ cùng bọn họ giao chiến, mục đích không phải muốn giết bọn hắn, mà là nữ tử thần bí kia. Mục tiêu của Dương Diệp là nữ tử thần bí. Trước kia hết thảy đều là mê hoặc bọn hắn, cũng để cho nữ tử thần bí kia buông lỏng cảnh giác. Cuối cùng không phòng ngự mũi tên kia, cũng là vì tê liệt nữ tử thần bí. Mà hắn, thành công rồi. Nữ tử thần bí bị trọng thương, tăng thêm Dương Diệp xuất kỳ bất ý, nữ tử thần bí dễ dàng đã bị Dương Diệp bắt được. Không phải nàng chủ quan, mà là nàng thật không nghĩ đến Dương Diệp lại có thể chuẩn xác không sai phát hiện vị trí của nàng, lúc nàng triệt để ẩn nặc, đừng nói một bán đế, dù là cường giả hư giả cảnh chân chính cũng phát hiện không được. Nàng cũng chưa bao giờ bị người nhìn thấu qua, bởi vậy, nàng đối với bổn sự ẩn nấp của mình cực kỳ có lòng tin. Lòng tin này, làm cho nàng trước kia căn bản không có phòng bị Dương Diệp, không chỉ không phòng bị, thậm chí nàng còn đang âm thầm nhìn xem, chuẩn bị cho Dương Diệp một kích chí mạng. Nhưng nàng không có cho Dương Diệp một kích chí mạng, mà Dương Diệp lại cho nàng một kích chí mạng rồi. Trong tràng, lão giả hoa bào cùng trung niên sắc mặt cực kỳ khó coi. Ai nói Dương Diệp là mãng phù hữu dũng vô mưu? Cái này con mẹ nó là nhân tinh a hát. Dương Diệp bắt đi nữ tử thần bí, cái này ý nghĩa bọn hắn cũng không cách nào đuổi theo Dương Diệp. Không thể đuổi theo Dương Diệp tất nhiên sẽ luyện chế khôi lỗi, dưỡng thương, chờ tổn thương của hắn tốt, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong, lại luyện chế ra khôi lỗi hư giả cảnh, như vậy còn muốn giết hắn, quá khó khăn. Kẻ này thực lực yêu nghiệt, gan lớn, dám làm dám liều. Tâm tư cẩn mật, căn bản không giống hữu dũng vô mưu như nghe đồn. Trung niên trầm giọng nói. Nghe đồn người này có thù tất báo, câu cửa miệng đối đãi địch nhân là trảm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Dùng tính tình này của hắn, nếu để cho hắn sống, hơn nữa để cho hắn lớn lên, cái này sẽ là ác mộng của chúng ta. Không, hiện tại hắn cũng đã đủ để uy hiếp chúng ta rồi. Lão giả áo đen nhíu mày. Người này, tuyệt không thể để cho hắn sống. Bây giờ Dương Diệp là bán đế, liền có thực lực khủng bố như thế, nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Phải biết, đế giả cùng bán đế tầm đó có một đường ranh giới, một khi đạt tới đế giả, vậy thì ý nghĩa siêu thoát thiên địa, thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, cái tăng lên này, là toàn phương diện. Mà một khi Dương Diệp đạt tới đế giả, được rồi, Dương Diệp đạt tới đế giả còn không phải đáng sợ nhất chính là nếu như Dương Diệp đạt tới hư giả cảnh thì sao? Dương Diệp đạt tới hư giả, ai có thể ngăn cản hắn? Ở Minh Ngục Đại Lục ai có thể ngăn cản? Đừng nói hư giả, thời điểm Dương Diệp đạt tới đế giả, ở Minh Ngục Đại Lục chỉ sợ không có người nào có thể ngăn cản được hắn rồi. Phải biết, lúc trước Kiếm Vô Cực đạt tới đế giả, đã tung hoành đại lục vô địch thủ. Mà bây giờ Dương Diệp, tuyệt không thua Kiếm Vô Cực lúc trước. Vừa nghĩ tới Dương Diệp đạt đến đế giả cùng hư giả sau. Lão giả hoa bào cùng trung niên liền không nhịn được lạnh run. Cái kia thật là đáng sợ, hai người không dám nghĩ tiếp. Trầm mặc một lát sau, trung niên nói. Hiện tại như thế nào? Đợi. Lão giả hoa bào hít sâu một hơi nói. Đợi nguyên lão quái cùng người thiên sát các đến, bằng không thì, hiện ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Trung niên nhẹ gật đầu, biểu thị đã minh bạch, Dương Diệp ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng. Nếu như bọn hắn đi truy, vậy bọn họ sẽ là một phương bị động, bởi vì quyền xuất thủ hay không ở trên tay Dương Diệp. Nếu như là người bình thường thì thôi, nhưng vấn đề đây là Dương Diệp, bọn hắn không muốn mình bị Dương Diệp âm thầm nhìn xem, sau đó xuất kỳ bất ý cho bọn hắn một kích chí mạng. Sau khi Dương Diệp bắt được nữ tử thần bí kia, một đường chạy như điên, mấy tức tầm đó liền thi triển ra ba đạo hư không toa kiếm thuật, xác định lão giả hoa bào cùng trung niên không có đuổi theo hắn mới dừng lại. Sau khi dừng lại, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử trước mặt,
lúc này nữ tử đang bị hắn chế trụ yết hầu. Dương Diệp không có cẩn thận quan sát dung mạo của đối phương, mà nói. Ngươi sẽ nói cho ta biết hết thảy ta muốn biết, đúng không? Ngươi cảm thấy thế nào? Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nữ tử nói. Ta cảm thấy ngươi muốn ăn đòn. Bành! Thanh âm rơi xuống, tay trái của Dương Diệp oanh lên bụng nữ tử. Nữ tử lập tức phun ra một ngụm máu, thân thể như trường cung bị kéo căng. Tay phải Dương Diệp thủ sẵn yết hầu của nàng, nhấc nàng lên, hắn nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn rất trẻ, chỉ hơn 20 tuổi, lông mày kẻ đen như loan nguyệt, con mắt giống như tinh thần, ngũ quan tinh xảo, da thịt óng ánh sáng long lanh, đặc biệt là cái miệng nhỏ nhắn, giống như anh đào thành thục, tươi đẹp mà không mị, đỏ mọng ướt át, để cho người nhìn không được muốn ngậm ở trong miệng nhẹ nhàng nhấm nháp. Ánh mắt Dương Diệp rời xuống, dưới cái cổ trắng ngọc trơn bóng, hai luồng vú cao cao nhô lên, đặc biệt là đối phương mặc quần áo bó sát người, bởi vậy đôi vú lộ ra rất to lớn, phảng phất như muốn xé rách quần áo. Người đẹp, ngực lớn, thực lực mạnh. Đây là đánh giá của Dương Diệp đối với nữ nhân này. Phát giác ánh mắt của Dương Diệp, khóe miệng của nữ tử thần bí. Hơi nhấc lên. Thế nào, muốn cưỡng gian ta? 3. Dương Diệp đưa tay tát nữ tử một cái, Dương Diệp hiển nhiên không có nương tay, đôi má của nữ tử lập tức đỏ lên. Sắc mặt nữ tử âm trầm, lúc nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt sát ý không che giấu chút nào. Dương Diệp nhìn nữ tử nói. Nữ nhân, sự kiên nhẫn của ta gần đây rất ít, nói cho ta biết ta muốn biết, ta cho ngươi một cái thống khoái, bằng không thì, sự tình không phải là cường gian đơn giản như vậy. Hắn có nghĩ qua luyện chế đối phương thành khôi lỗi, nhưng sau khi luyện chế thành khôi lỗi, trí nhớ của đối phương khả năng sẽ biến mất, không phải khả năng, mà là nhất định sẽ biến mất. Nếu như cảnh giới đối phương thấp, thực lực yếu kém, hắn còn có nắm chắc giữ lại trí nhớ của đối phương, nhưng đối với cường giả loại này, hắn căn bản không có nắm chắc. Sự thật chứng minh, sau khi đạt tới thánh giả, cường giả bị hắn luyện chế thành khôi lỗi, trí nhớ cơ bản đã không tồn tại. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể giữ lại mạng của nữ nhân này, bởi vì hiện tại hắn đối với ẩn vực một chút cũng không biết, đối phương có cường giả gì, sẽ có bao nhiêu người, hắn một chút cũng không rõ ràng. Mà đối phương đối với hắn lại rõ như lòng bàn tay, loại tình huống này cùng đối phương liều, sẽ gặp nhiều thua thiệt. Nghe Dương Diệp nói, khóe miệng nữ tử nổi lên vẻ mỉa mai. Cũng là một lần chết, vì cái gì ta còn phải nói cho ngươi? Ngươi có thủ đoạn gì, cứ sử dụng ra thử xem, nhìn xem ta có thể nhíu mày hay không? Dương Diệp nhìn nữ tử hồi lâu, sau đó đột nhiên cười cười nói. Tuy ta khống chế được ngươi, ngươi không có năng lực phản kháng. Nhưng năng lực tự sát vẫn phải có. Cho tới bây giờ ngươi cũng không tự sát, hiển nhiên, ngươi muốn sống, ta nói đúng không? Trên thế giới có rất nhiều người không sợ chết, nhưng đó là phải xem tình huống như thế nào, nói đơn giản là xem chết có đáng giá hay không. Mà hiển nhiên, nữ nhân trước mắt này cảm thấy hiện tại nàng chết là không đáng. Xác thực không đáng, bởi vì nàng cùng Dương Diệp tầm đó không có thâm cừu đại hận. Ngươi sẽ không để cho ta sống, không phải sao? Nữ tử nói. Dương Diệp lắc đầu. Vì cái gì sẽ không để cho ngươi sống? Chỉ cần ngươi sống có thể làm cho ta được lợi, có lợi đối với ta, ngươi muốn chết ta cũng sẽ không cho ngươi chết. Cho nên, bây giờ ngươi có thể nói là, cho ngươi sống, ta có chỗ tốt gì, chỉ cần để cho ta động tâm, ta cho ngươi sống. Đúng rồi, ta hy vọng ngươi nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình, ta không thích nói nhảm với người không thông minh. Ta không tin ngươi. Nữ tử nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhún vai nói. Vậy bây giờ ngươi tự sát đi, ta quyết không ngăn cản. Nữ tử không có tự sát, mà chỉ nói. Ngươi nói điều kiện của ngươi một chút xem. Cũng có thể. Dương Diệp gật đầu nói. Ngươi muốn sống, có thể, ngươi phải đầu hàng, gia nhập kiếm minh ta. Không được. Nữ nhân đánh gãy Dương Diệp. Nếu như ta gia nhập kiếm minh, cũng chỉ có một con đường chết. Ngươi không gia nhập. Hiện tại ta liền để ngươi chết. Dương Diệp nhìn nữ tử thần bí. Ngươi lựa chọn gia nhập, còn có cơ hội sống, nếu như ngươi không gia nhập, hiện tại liền chết. Nữ tử nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Nói tiếp điều kiện của ngươi. Dương Diệp nói. Kỳ thật cũng không có điều kiện gì, chỉ cần ngươi gia nhập kiếm minh, nghe lệnh ta, chúng ta là người một nhà, khi đó ta tin tưởng, ngươi sẽ thiệt tình giúp ta đối phó ẩn vực, không phải sao?
Nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta nguyện ý gia nhập kiếm minh, hiện tại có thể thả ta đi chứ? Dương Diệp thò tay nhéo nhéo cái cằm của nữ tử nói. Ngươi coi ta ngu xuẩn sao? Ngươi có ý tứ gì? Nữ tử nói. Dương Diệp cười lạnh. Hiện tại thả ngươi, ngươi quay người bỏ chạy, sau đó ta tìm ai đây? Hoặc ở thời khắc mấu chốt cho ta một kích, chẳng phải ta chết rất oan. Vậy ngươi muốn như thế nào? Nữ tử nói. Dương Diệp nói. Ta không tín nhiệm ngươi, cho nên, ngươi muốn gia nhập kiếm minh, nghe lệnh ta, nhất định phải để ta khống chế, ngươi minh bạch ý tứ của ta không? Nữ tử biến sắc nói. Ngươi muốn khống chế hồn phách của ta. Đúng vậy. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Phân ra hồn phách của ngươi để cho ta khống chế, ta tin tưởng ngươi, bằng không thì, ngươi hoặc là tự sát, hoặc ta giết, dù sao chờ ngươi chết, ta có thể luyện ngươi thành khôi lỗi. Nữ tử trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu nói. Ta phân ra hồn phách cho người khống chế, cả đời sẽ bị người khống chế, cái này với ta mà nói, còn không bằng chết. 10 năm. Dương Diệp nói. Không cần ngươi cả đời, ta chỉ cần ngươi 10 năm, 10 năm sau, ta trả lại hồn phách cho ngươi, bởi vì ta tin tưởng, 10 năm sau, ta không cần bất luận kẻ nào tương trợ, phải nói, sẽ không cần ngươi tương trợ. Nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Nếu như lời này là người khác nói, nàng nhất định xì mũi coi thường, nhưng Dương Diệp nói, nàng căn bản không có biện pháp phản bác, nếu như Dương Diệp không chết, 10 năm sau Dương Diệp ít nhất là đế giả, hoặc là hư giả cảnh, lúc kia Dương Diệp, xác thực không cần nàng tương trợ. Nếu như bị khống chế cả đời, nàng tình nguyện chết, nhưng nếu như chỉ 10 năm. Trầm mặc một lát, nữ tử nói, ta làm sao tin tưởng ngươi? Dương Diệp đột nhiên tới gần nữ tử. Nhìn thẳng hai mắt nữ tử nói. Nữ nhân, ngươi nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, không phải ta cầu ngươi, mà là ngươi cầu ta, còn có, thời gian của ta không phải rất nhiều, thật sự không muốn lãng phí ở chỗ này, ngươi hiểu chưa? Trầm mặc một lát, nữ tử hít sâu một hơi, rất nhanh, lông mày kẻ đen của nàng nhào lên, sau đó hai sợi hồn phách từ trong cơ thể nàng chui ra, bay tới trước mặt Dương Diệp. Khi hai sợi hồn phách đi ra, sắc mặt nữ tử trắng bệch, cả người thoạt nhìn hư nhược đi không ít. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó tay phải buông lỏng yết hầu nữ tử ra, thu hai tia hồn phách, chỉ cần hai sợi hồn phách này ở trong cơ thể hắn, trừ khi hắn tự nguyện, bằng không thì dù đối phương có thiên đại bổn sự cũng đừng nghĩ chạy khỏi lòng bàn tay. Sau khi thu lại hồn phách nữ tử, Dương Diệp lấy ra tử tinh thạch bắt đầu khôi phục huyền khí, hắn nhìn thoáng qua nữ tử nói. Ta nghĩ ngươi nên biết ta muốn biết cái gì. Nữ tử trầm mặc một lát nói. Trước kia bởi vì ngươi đánh chết cường giả Nguyên gia cùng Dạ gia, cái này làm cho cả ẩn vực đều biết ngươi khủng bố cùng tiềm lực to lớn, cho nên lần này ẩn vực không chỉ phái càng nhiều người đến nữa, còn phái Nguyên lão ma. Nguyên lão ma. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử nhẹ gật đầu nói. Người này là một lão quái vật, thật lâu trước cũng đã đạt tới hư giả cảnh, có thể nói. Thực lực của hắn căn bản không phải hư giả cảnh bình thường có thể chống lại. Dương Diệp trầm mặc, hắn biết rõ, Nguyên lão ma này có lẽ giống như Vạn Thúc Công, thuộc về loại hư giả cảnh biến thái. Cường giả loại này, xác thực khó đối phó. Tuy hắn đã giết qua hai cường giả hư giả cảnh, nhưng để cho hắn hiện tại một mình chống lại Vạn Thúc Công, hắn còn không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn về phía nữ tử nói. Còn gì nữa không? Nữ tử do dự một chút, lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Ta nghĩ ngươi nên minh bạch, nếu như ta có gì không may, chỉ sợ hai sợi hồn phách của ngươi sẽ tan biến. Một người thiếu đi một hồn một phách, chẳng khác nào tiên thiên thiếu thốn, khi đó ngươi, ta tin tưởng cả đời không có hy vọng tiến thêm, ngươi nói phải không? Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói. Ngoại trừ Nguyên lão quái, ngươi còn phải để tâm một người, người nọ là Thiên Sát Các, thực lực của đối phương ở trên ta. Thiên Sát Các. Dương Diệp cau mày nói. Ở ẩn vực thuộc về tồn tại gì? Một tổ chức sát thủ, ở ẩn vực, cho dù là Nguyên gia cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc chúng ta. Nữ tử nói. Trong các, sát thủ vô số, sát thủ hư giả cảnh có 3 cái, ngoại trừ ta, còn có một cùng Thiên Sát Các các chủ. Hai người này thực lực đều ở trên ta, nhưng ta không biết đến là các chủ hay người khác. Nếu như là các chủ, như thế nào? Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm giọng nói.
Nếu như là các chủ tự mình xuất thủ, như vậy phiền phức của ngươi lớn rồi. Bởi vì các chủ cũng là hư giả thành danh đã lâu, lại là sát thủ, có thể nói, ở trong ẩn vực, cơ bản không có người nguyện ý bị các chủ nhằm vào. Dương Diệp nhìn không được cả giận nói. Ta nói, ta và thiên sát các ngươi tựa hồ không có thâm cửu đại hận gì a? Nữ tử thần bí lắc đầu nói. Chúng ta với ngươi xác thực không có cửu hận gì, sở dĩ chúng ta xuất thủ, là vì Nguyên gia tập hợp một ít thế gia cùng tông môn ở ẩn vực. Sau đó bọn hắn liên thủ dùng giá lớn mời chúng ta xuất thủ, mà tôn chỉ của chúng ta là, lấy tiền tài người, thay người lấy mạng, ta đã thất bại, trong các tự nhiên sẽ phái càng người mạnh hơn nữa đến. Ta cũng có thể cho các ngươi tiền a hát. Dương Diệp vội vàng nói. Tử tinh thạch của ta còn nhiều mà, các ngươi giúp ta giết sạch người Nguyên gia, như thế nào? Trước kia giết hai cường giả hư giả cảnh, Tiểu Bạch đã hấp thu toàn bộ linh khí. Sau đó hắn nhiều ra 23 vạn viên tử tinh thạch. Một gã cường giả hư giả cảnh có thể tuôn ra không sai biệt lắm hơn 10 vạn, tăng thêm trước kia, hiện tại hắn không sai biệt lắm có 26 vạn tử tinh thạch. Nữ tử nhìn Dương Diệp một cái nói. Chúng ta là có nguyên tắc. Nguyên tắc? Dương Diệp lạnh lùng nói. Ta cũng có nguyên tắc, người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta tất sát người. Nữ tử không nói gì. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này, nữ tử nhíu mày nói. Có người đến rồi, 2, 3, 4, 7 cái. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Tổng cộng 7 hư giả cảnh, người đầu hàng đi. Dương Diệp. 7 hư giả cảnh. Sắc mặt Dương Diệp chìm xuống. 7 hư giả cảnh, đây là cái khái niệm gì? Hiện tại toàn bộ đại lục, cường giả hư giả cảnh nhân tộc chỉ sợ sẽ không vượt qua 20. Còn lần này, ấn vực trực tiếp phái ra 7 tên, nói cách khác, toàn bộ nhân tộc không sai biệt lắm. Một nửa cường giả hư giả cảnh đến đuổi giết hắn. Bọn hắn thật sự là xem trọng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, lạnh nhạt nói. Nữ tử nói. Trước kia ta để cho bọn hắn truyền tin trở về, nói ngươi là kiếm vô cực thứ hai, hiển nhiên, bọn hắn tin tưởng. Kỳ thật, dù ta không nói, bọn hắn cũng sẽ biết tính nghiêm trọng của sự tình. Người chỉ là bán đế, nhưng lại có thể chém giết hư giả cảnh, hơn nữa còn là dưới tình huống 3 tên cường giả hư giả cảnh vây công trảm giết 2 hư giả cảnh, thực lực như thế, chỉ sợ chỉ có kiếm vô cực năm đó mới có thể làm được. Người nói, bọn hắn dám để cho người lớn lên trở thành kiếm vô cực thứ 2 sao? Đều là mình cao điệu a. Dương Diệp lắc đầu, sau đó hỏi. Bọn hắn có thể tìm được chúng ta không? Nữ tử trầm ngâm một lát, sau đó nói. Ta không dám xác định, công phu ẩn nấp của ngươi rất mạnh, người bình thường căn bản tra không được khí tức của ngươi, nhưng ẩn vực người tài cũng không ít, ít nhất người thiên sát các ta muốn tìm được ngươi, hẳn không phải rất khó. Làm sao tránh đi bọn hắn? Phải nói làm sao tránh đi người thiên sát các của ngươi? Dương Diệp hỏi. Hiện tại hắn tự nhiên sẽ không đi cùng đối phương liều mạng, đừng nói hiện tại huyền khí cùng tổn thương đều mới khôi phục 5-6 thành. Dù huyền khí cùng tổn thương toàn bộ khôi phục, hắn cũng sẽ không đi cùng đối phương liều mạng. 7 hư giả cảnh a hát, liều như thế nào, lấy cái gì liều? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chạy trốn mới là đứng đắn. Nữ tử lắc đầu nói. Ta không biết. Ngươi không biết. Dương Diệp nhíu mày. Nữ tử nói. Tuy đều là thiên sát các, nhưng bản lĩnh mọi người đều bất đồng, ta lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Bởi vậy có thể dùng dấu vết không gian đến truy người. Mà tên còn lại khẳng định cũng có phương pháp đặc thù của hắn, nhưng phương pháp này, ngoại trừ các chủ, chỉ sợ chỉ có hắn mới biết. Tựa như ta có thể từ dấu vết không gian đến truy người, cũng chỉ có các chủ mới biết được. Đương nhiên, bây giờ còn có ngươi. Dương Diệp nhíu mày. Hiện tại ưu thế duy nhất của là hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng, hắn có thể nắm giữ chủ động, nhưng một khi để đối phương ở trong tối. Hắn ở ngoài sáng, lấy đội hình của đối phương, muốn giải quyết hắn, thật đúng là sự tình mấy tức a hát. 7 hư giả cảnh đều xuất thủ, đừng nói hắn, chỉ sợ coi như vạn túc công cũng không có sức hoàn thủ. Lúc này, nữ tử lại nói. Nếu như đến không phải các chủ, chúng ta ngược lại còn có cơ hội, bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần dựa vào ta quá thân cận, ta có thể cảm nhận được, cho nên chúng ta vĩnh viễn nhanh hơn bọn hắn một bước. Tựu như lúc này, ta là có thể cảm nhận được bọn hắn ở bên ngoài vài chục vạn dặm. Nhưng nếu như các chủ đến,
Các chủ của các ngươi rất mạnh. Dương Diệp hỏi. Nữ tử trầm giọng nói. Rất mạnh, hơn nữa đối phương giống như cũng nắm giữ không gian pháp tắc. Ngươi cùng ta liên thủ, chỉ sợ cũng khó đánh chết đối phương. Ngươi cùng Thiên Sát các quan hệ tựa hồ không tốt nha. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Nữ tử nheo mắt nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp nói. Không có ý gì, chỉ là một cảm giác. Nữ tử không có gì. Dương Diệp nhìn nữ tử thật sâu, trước kia hắn cảm thấy nữ tử là vì sợ chết, cho nên mới đầu hàng, nhưng hiện tại hắn cảm giác không phải có chuyện như vậy, bất quá hiện tại hắn cũng lười đi quản, dù sao hồn phách của đối phương ở trên tay hắn. Chúng ta đi nhanh, bọn hắn đang lao tới bên này. Nữ tử bỗng nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, tay khẽ động, kiếm quang xuất hiện, hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp biến mất, nữ tử cũng lập tức đi theo. Ngay thời điểm hai người Dương Diệp biến mất không lâu, một gã lão giả mặc trường bào màu xám lăng không xuất hiện. Lão giả râu tóc bạc trắng, trên mặt trải rộng nếp nhăn, thoạt nhìn cực kỳ già nua, cho người cảm giác tang thương. Sau khi lão giả xuất hiện, không sai biệt lắm qua năm tức, không gian bên người khẽ run lên, rất nhanh, năm lão giả cùng một trung niên xuất hiện. Bảy cường giả hư giả cảnh. Lão giả áo xám nhìn lướt quy, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại. Qua không sai biệt lắm 10 tức, hắn mở mắt nói. Tại đây trước kia từng có hai người, có lẽ là Dương Diệp cùng nữ tử Thiên Sát các bị hắn bắt. Nguyên lão, không cách nào xác thực tra được vị trí của hắn sao? Ở bên cạnh lão giả áo xám, lão giả hoa bào kia hỏi. Lão giả áo xám khẽ lắc đầu nói. Người này che giấu khí tức rất mạnh, ta cũng cảm thụ không đến khí tức của hắn, chỉ có thể thông qua không gian biến hóa biết rõ hắn đã từng tới đây. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua lão giả hoa bào cùng trung niên lưng đeo trường cung nói. Dạ danh, Lâm Tiêu, trước kia hai người các ngươi cùng hắn giao thủ, các ngươi nói thực ra, thực lực kẻ này đến tột cùng đến loại trình độ nào. Ánh mắt những người khác cũng nhìn về phía lão giả hoa bào cùng trung niên. Tuy bọn hắn biết rõ Dương Diệp đã giết hai hư giả cảnh, nhưng cái này cũng có khả năng là hai hư giả cảnh kia khinh địch chủ quan, hoặc là nguyên nhân gì khác mới bị Dương Diệp giết. Nói ngắn lại, bọn hắn muốn biết thực lực chân chính của Dương Diệp. Lão giả hoa bào tên Dạ Danh trầm ngâm một hồi, sau đó nói. Một chọi một, trong chúng ta ngoại trừ nguyên lão ngươi, chỉ sợ không có bất kỳ người nào có thể thắng hắn. Nghe vậy, trong trang ngoại trừ nguyên lão, sắc mặt mọi người còn lại đều ngưng trọng lên, có thể đả bại bọn hắn, đây không phải trọng điểm là Dương Diệp hiện tại mới bán đế. Trong đầu mọi người đều xuất hiện một ý niệm. Cái kia chính là, nếu như Dương Diệp đạt tới đế giả hoặc hư giả cảnh thì sao? Kẻ này phải chết. Trong trang, một lão giả bỗng nhiên trầm giọng nói. Mấy lão giả khác cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Hiện tại bọn hắn cùng Dương Diệp đã là tử địch, một khi để cho Dương Diệp lớn lên, cái kia đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối là ác mộng. Hắn đã ẩn núp, chúng ta liền đi diệt tận thế thành, ta tin tưởng hắn sẽ ra ngoài. Lúc này, một lão giả bỗng nhiên đề nghị. Không ổn. Dạ Danh lắc đầu nói. Diệt tận thế thành, kẻ này không còn lo âu về sau, kể từ đó, hát hắn tất nhiên sẽ che giấu, khi đó chúng ta muốn tìm được hắn, nhất định khó như lên trời. Mà một khi hắn che giấu, dốc lòng tu luyện, sau đó đạt tới đế giả, hoặc DC đạt tới hư giả cảnh, khi đó hắn ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, chỉ sợ. Thần sắc mọi người chìm xuống, tuy Dạ Danh không nói hết. Nhưng bọn hắc sao không biết ý tứ của Dạ Danh. Một khi Dương Diệp không có nỗi lo về sau, lại đạt tới hư giả cảnh, khi đó, toàn bộ ẩn vực không biết phải chết bao nhiêu người, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng phải chết. Chúng ta có thể dùng người tận thế thành đến uy hiếp hắn. Lúc này, lại một lão giả đề nghị. Dạ Danh nhìn thoáng qua lão giả kia nói. Ngươi biết rõ có 7 vị hư giả cảnh đang chờ ngươi, ngươi còn sẽ trở về sao? Trung niên gọi Lâm Tiêu cũng nói. Đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất không phải Kiếm Minh, mà là Dương Diệp, giết Dương Diệp, Kiếm Minh không đáng là gì, nhưng diệt Kiếm Minh, mà Dương Diệp còn sống, hậu hoạn vô cùng. Dạ Danh nói. Lâm Tiêu nói cực kỳ chính xác, sát ý của người này đã tới hư giả cảnh, nghĩ đến cũng là thế hệ tâm ngoan thủ lạt, chúng ta sử dụng Kiếm Minh đến uy hiếp hắn, chỉ sợ sẽ không có hiệu quả. Người Thiên Sát các đến chưa? Lúc này, nguyên lão bỗng nhiên nói. Dạ Danh nói.
Còn chưa tới, bất quá có lẽ sẽ nhanh thôi. Nguyên lão nhẹ gật đầu nói. Bây giờ chúng ta tách ra, sau đó dùng thần thức tầng tầng tìm tòi, trừ khi hắn vẫn giấu kín bất động, bằng không thì, tất nhiên sẽ lộ ra chân ngựa. Nhớ kỹ, nếu phát hiện người này, chớ có động thủ, trước thông chi mọi người. Không chờ người thiên sát các sao? Dạ Danh hỏi. Nguyên lão lắc đầu nói. Đương nhiên phải đợi, chỉ là chúng ta không thể cho kẻ này một chút thời gian nghỉ ngơi. Đám người Dạ Danh nhẹ gật đầu, sau đó nhao nhao biến mất ngay tại chỗ. Ngoài hơn 200 vạn dặm, Dương Diệp từ trong không gian chui ra, hắn vừa mới đi ra, không gian bên phải hắn lại đột nhiên nhúc nhích, cái này tự nhiên là nàng kia. Hiện tại bọn hắn cách chúng ta xa lắm không? Dương Diệp hỏi. Trầm mặc mấy tức, nữ tử nói. Không sai biệt lắm hơn 100 vạn dặm, người của bọn hắn phân ra. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó bước về phía trước một bước, kiếm vực xuất hiện, sau khi kiếm vực xuất hiện, nàng kia lập tức nghẹn ngào nói. Cái này, đây là lực lượng giới vực trong truyền thuyết, kiếm vực, người lĩnh ngộ kiếm vực, người vậy mà lĩnh ngộ kiếm vực. Thanh âm của nữ tử mang theo vẻ khiếp sợ nồng đậm, nàng tự nhiên là khiếp sợ, lực lượng giới vực, cho dù đối với nàng mà nói cũng cực kỳ lạ lắm. Lực lượng giới vực, siêu việt ý cảnh, siêu việt pháp tắc, siêu việt thần thông, tóm lại nàng thật không ngờ Dương Diệp lĩnh ngộ được lực lượng giới vực, cũng chính là kiếm vực. Phải biết, năm đó lúc kiếm vô cực ở ngoại vực lĩnh ngộ kiếm vực, đã hơn 30, mà Dương Diệp mới hơn 20. Hiện tại nàng rốt cục minh bạch trước kia tại sao mình sẽ bị Dương Diệp phát hiện. Lực lượng giới vực siêu việt pháp tắc, không gian pháp tắc tự nhiên sẽ bị kiếm vực áp chế. Dương Diệp thi triển kiếm vực, nói thẳng. Hiện tại, người thi triển không gian pháp tắc của ngươi, chậm một chút, đừng quá nhanh. Nữ tử do dự, sau đó bắt đầu dựa theo Dương Diệp nói làm. Dương Diệp hết sức chăm chú nhìn nữ tử, bất luận chi tiết gì hắn cũng không có buông tha. Hắn nguyên bản muốn trước luyện chế khôi lỗi, nhưng thời gian không đủ, luyện chế một khôi lỗi hư giả cảnh, ít nhất cần 10 ngày, đây là bảo thủ đoán chừng. Hắn hiện tại, đừng nói 10 ngày, 10 canh giờ cũng không có. Cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn trước nghiên cứu không gian pháp tắc, bởi vì có cái này, hắn có thể che giấu mình, đến lúc đó, có không gian pháp tắc tăng thêm kiếm vực, còn có ám chi pháp tắc, hắn cũng không tin người thiên sát các có thể tìm được hắn. Cứ như vậy, Dương Diệp một bên quan sát nữ tử thi triển không gian pháp tắc một bên bỏ chạy, một ngày sau, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực, nữ tử cũng ngừng lại. Trong mắt Dương Diệp có một tia hưng phấn, đang muốn nói chuyện, lúc này nữ tử nhíu mày nói. Có người tiếp cận bên này, rất nhanh, 100 vạn dặm, 60 vạn dặm, 30 vạn dặm, lập tức đến rồi. Đi! Dương Diệp nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chui vào không gian trước mặt mình. Thân hình nữ tử cũng run lên, biến mất ở trong tràng. Sau khi Dương Diệp cùng nữ tử vừa rời đi chưa tới nửa hơi, một nam tử mặc trường bào màu xanh, đầu đội áo choàng màu xanh xuất hiện, mà nam tử mới xuất hiện, nguyên lão đã theo sát tới. Sau khi nguyên lão xuất hiện, qua không sai biệt lắm hai tức, đám người Dạ Danh cũng xuất hiện ở sau lưng nguyên lão. Ánh mắt nguyên lão rơi vào trên người nam tử áo bào xanh nói. Các hạ là thiên sát các phong thiên sát. Nghe được nguyên lão nói, trong nội tâm đám người Dạ Danh cả kinh, phong thiên sát ở ấn vực là cực kỳ nổi danh. Bởi vì hắn đã từng lấy thực lực đế giả ám sát qua một cường giả hư giả cảnh, hắn thành công. Lần kia, cái tên này vang vọng toàn bộ ấn vực. Mà bây giờ, phong thiên sát đã đạt tới hư giả cảnh. Quan trọng nhất là, từ khi phong thiên sát xuất đạo đến nay, chưa từng thất bại. Nam tử áo bào xanh quay đầu nhìn thoáng qua nguyên lão nói. Không nghĩ tới ngay cả nguyên lão người cũng ra tay, xem ra Dương Diệp này đối với các người uy hiếp không nhỏ a hát. Nguyên lão lạnh nhạt nói. Không có biện pháp, thiên sát các ngươi không ra lực, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Nam tử áo bào xanh nói. Lúc này đây, là chúng ta sai lầm, các ngươi yên tâm, thiên sát các đã nhận tiền của các ngươi, đầu người của Dương Diệp, thiên sát các ta nhất định sẽ lấy. Nguyên lão nói. Phong thiên sát, lão phu nhắc nhở ngươi một câu, người này không phải huyền giả bình thường, hắn chính diện giết hai hư giả cảnh. Hơn nữa còn bắt được vị kia của thiên sát các ngươi. Thứ cho ta nói thẳng, đừng nói ngươi, coi như ta cùng hắn chính diện giao thủ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đánh chết hắn. Ha ha! Theo phong thiên sát cười khẽ,
Cả người Phong Thiên Sát trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, thanh âm của hắn không biết từ chỗ nào truyền đến. Nguyên lão quái, trong vòng một canh giờ, ta dâng đầu người Dương Diệp tới trước mặt ngươi. Lấy tiền tài người, thay người lấy mạng, trước kia Thiên Sát các ta không có thất tín qua, hiện tại cũng sẽ không thất tín. Sắc mặt bọn người Nguyên lão quái âm trầm xuống, bởi vì Phong Thiên Sát đã ẩn tàng khí tức của mình, hiển nhiên đối phương không muốn cho bọn hắn đi theo. Cái ngu xuẩn này. Một bên, Dạ Danh nhịn không được nổi giận mắng. Tự cho là đúng, thật sự là không biết sống chết. Nguyên lão lắc đầu nói. Hắn cũng từng là thiên chi kiêu tử, đã từng vượt cấp đánh chết cường giả hư giả cảnh, tự nhiên là có vốn liếng tự ngạo. Mà hắn hiện tại đã là hư giả cảnh, Dương Diệp kia thì là bán đế, ở trong mắt hắn xem ra, hắn tự nhiên sẽ không bị người thấp hơn đánh chết. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp Dương Diệp, quá đánh giá thấp. Lâm Tiêu nhẹ gật đầu nói. Nếu như Phong Thiên Sát là thiên tài, như vậy Dương Diệp là tuyệt thế thiên tài, một thiên tài, trăm năm khả năng sẽ xuất hiện rất nhiều, nhưng một tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ một vạn năm cũng khó xuất hiện một cái. Phong Thiên Sát đánh giá cao mình, đánh giá thấp Dương Diệp, hắn rất nguy hiểm. Chúng ta bây giờ làm như thế nào? Dạ Danh nhìn về phía Nguyên Lão. Nguyên Lão trầm ngâm một lát, sau đó nói. Đợi. Dạ Danh cau mày nói. Hắn căn bản giết không được Dương Diệp. Nguyên lão nói. Giết được hay không, đối với chúng ta đều có lợi. Nếu như hắn có thể giết Dương Diệp, cái kia tự nhiên tốt nhất, nếu như giết không được. Ha ha, nếu như giết không được, ta nghĩ vị các chủ thần bí kia của Thiên Sát Các sẽ ra tay. Ngươi cảm thấy vị các chủ kia sẽ ra tay? Dạ Danh hỏi. Nguyên lão nói. Cái này quan hệ đến thanh danh của Thiên Sát Các. Đối phương nhất định sẽ xuất thủ, nếu như đối phương không ra tay, như vậy về sau Thiên Sát Các ở ẩn vực thanh danh xem như triệt để hủy. Đương nhiên, nếu như Thiên Sát có thể thành công, cái kia tự nhiên là tốt nhất rồi. Cơ hội thành công rất nhỏ. Trung niên lắc đầu. Nguyên lão nói. Phân ra một người đi giám thị tận thế thành, Dương Diệp có thể sẽ trở về, nếu như hắn trở về, đừng động thủ, lập tức báo cho chúng ta biết. Rất nhanh. Một lão giả thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Nguyên lão ngẩng đầu nhìn xa xa, nhíu mày. Người này không thể sống a hát. Trong một mảnh sơn mạch ngoài mấy trăm vạn dặm, Dương Diệp chạy gấp, tốc độ của hắn cực nhanh, những nơi đi qua chút ít cổ thụ rung động kịch liệt, phảng phất như bị cuồng phong thổi quét. Đột nhiên, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì Thiên Lan Không, cũng chính là nữ tử thần bí kia báo tin. Thiên Lan Không đột nhiên nói cho hắn biết chỉ có một người đuổi theo, nghe được chỉ có một người đuổi theo, Dương Diệp lập tức ngừng lại. Tuy hắn lợi dụng kiếm vực học xong không gian pháp tắc, nhưng đối với không gian tạo nghệ còn xa xa không bằng Thiên Lan Không, ví dụ như Thiên Lan Không có thể cảm ứng không gian trong 200 vạn dặm, nhưng hắn chỉ có thể cảm ứng không sai biệt lắm 50 vạn dặm. Đây là chuyện rất bình thường, Thiên Lan Không lĩnh ngộ không gian pháp tắc đã không biết bao nhiêu năm, mà hắn mới vừa lĩnh ngộ. Không bằng đối phương tự nhiên là rất bình thường, hắn nhìn rất thoáng. Trước kia sở dĩ trốn, là vì có gần 8 hư giả cảnh đuổi theo, 8 cường giả hư giả cảnh, hắn tự nhiên phải chạy, hắn còn không có cảm giác mình có thể đối kháng 8 gã cường giả hư giả cảnh. Hắn đến rồi. Dương Diệp vừa dừng lại, trong đầu vang lên thanh âm của Thiên Lan Không. Dương Diệp nhẹ gật đầu, chính hắn cũng cảm nhận được. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng. Sau đó hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất nói. Rốt cục vứt bỏ rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua trong tràng, sau đó hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất nói. Rốt cục vứt bỏ rồi. Nói xong, hắn lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó bắt đầu hấp thu huyền khí. Trong tràng không có bất cứ động tĩnh gì. Hai mắt Dương Diệp đóng lại, ở chung quanh hắn đều là tử tinh thạch, những tử tinh thạch này không ngừng tản mát ra linh khí lao tới. Thời gian không ngừng trôi qua, trong tràng một chút động tĩnh cũng không có. Đảo mắt, sắc trời dần tối. Dương Diệp như trước xếp bằng ở đấy, ở chung quanh hắn cũng như trước có một đống lớn tử tinh thạch, những tử tinh thạch kia ở dưới Dương Diệp khống chế, bắt đầu tự cháy, sau đó hóa thành linh khí dũng mãnh lao tới. Cứ như vậy, đến đêm khuya. Trong tràng đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Đột nhiên, trong tràng gió bắt đầu thổi, gió rất nhẹ. Lá cây chung quanh bắt đầu nhẹ nhàng phiêu đãng. Dương Diệp vẫn xếp bằng hấp thu linh khí, không có chút động tĩnh nào.
Đúng lúc này, sợi tóc của Dương Diệp nhẹ nhàng nhúc nhích, sau đó Dương Diệp cảm nhận được một làn gió nhẹ, mà thời điểm hắn cảm nhận được gió nhẹ, một thanh dao găm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt, phải nói là xuất hiện ở chỗ yết hầu. Con dao găm này xuất hiện một chút dấu hiệu cũng không có, phảng phất như nó vốn ở chỗ này vậy. Thời điểm dao găm xuất hiện, con mắt Dương Diệp đột nhiên mở ra, hắn cũng không có đi ngăn cản dao găm, bởi vì U Linh Thuẫn đã xuất hiện ở chỗ cổ họng của hắn. Thời điểm Dương Diệp mở mắt, kiếm ý Niết Bàn Cảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải nắm lấy huyết kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện, bay thẳng đến trước mặt đâm một phát. Keng! Xuy! Dao găm bị U Linh Thuẫn ngăn trở, mà trước mặt Dương Diệp lại chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nam tử áo bào xanh. Khi nam tử áo bào xanh xuất hiện, gió lập tức biến mất. Mà kiếm của Dương Diệp thì cắm ở trên bụng nam tử áo bào xanh. Yên lặng một cái chớp mắt, nam tử áo bào xanh đột nhiên gầm lên, sau đó trong tràng lập tức lăng không xuất hiện một trận gió, vô số phong nhận từ bốn phương tám hướng kích xạ về phía Dương Diệp, mà bản thân nam tử áo bào xanh thì hóa thành một làn gió nhẹ bay đi. Mà ngay thời điểm hắn lui, không gian ở phía sau hắn đột nhiên nhúc nhích, sau đó một thanh dao găm lăng không xuất hiện. Xuy. Gió nhẹ tán đi, bản thể của nam tử áo bào xanh xuất hiện lần nữa ở trước mặt Dương Diệp, mà lúc này, chỗ gáy của hắn cắm một thanh dao găm. Đối diện nam tử áo bào xanh, trên người Dương Diệp bộc phát ra vô số đạo kiếm quang, những kiếm quang này lập tức đánh tan tất cả lực lượng của đối phương. Ngươi! Nam tử áo bào xanh gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin, còn có một tia giật mình. Cho tới bây giờ, hắn tự nhiên đã hiểu. Hắn đang đợi một thời cơ tốt nhất động thủ, nhưng Dương Diệp cũng một mực đang đợi hắn xuất thủ, nói cách khác, Dương Diệp đã sớm phát hiện hắn đến. Để cho hắn khó có thể tin nhất là người phía sau hắn, người này, hắn cũng không xa lạ gì, bởi vì đều là trong một gác. Hắn rất không rõ, vì cái gì Dương Diệp không có giết Thiên Lan không, hơn nữa Thiên Lan không còn giúp Dương Diệp giết hắn, hắn tự nhiên là không tìm được đáp án rồi. Tay Dương Diệp khẽ động. Một đạo kiếm quang xuyên thủng mi tâm của nam tử áo bào xanh, hai mắt nam tử lập tức không còn sắc thái. Hắn không có hứng thú cùng một người chết lải nhải. Dương Diệp vung tay, không gian giới chỉ bay đến trên tay hắn, cùng lúc đó, thi thể của nam tử áo bào xanh bị thu vào. Hắn nhìn lướt qua không gian giới chỉ trong tay, trong không gian giới chỉ, tử tinh thạch có hơn 3 vạn, chờ nam tử áo bào xanh bị tiểu bạch hấp thu, tử tinh thạch của hắn sẽ đạt đến 40 vạn. 40 vạn. Nhiều không, nếu là lúc trước, hắn sẽ cảm thấy rất nhiều, nhưng hiện tại, hắn chỉ cảm thấy bình thường. Đừng nhìn có 40 vạn tử tinh thạch, nhưng nếu dùng hư vân hạm mấy lần, 40 vạn này sẽ lập tức thấy đáy. Ngoại trừ tử tinh thạch, bên trong còn có một chút đồ vật thượng vàng hạ cám, bất quá hắn đều chướng mắt. Hiện tại, ngoại trừ bảo vật cùng huyền kỹ hư cấp, còn lại hắn thật sự không có hứng thú. Thu không gian giới chỉ vào, Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không nói. Nếu ta và ngươi liên thủ, muốn miểu sát cường giả hư giả cảnh, giống như độ khó cũng không phải rất lớn a. Trước kia nếu như không phải Thiên Lan không, hắn chặn đánh nam tử áo bào xanh, chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu, bởi vì một kiếm kia của hắn, cũng không thể làm đối phương một kích mất mạng, hắn ngược lại là muốn đâm yết hầu, nhưng lúc kia nếu như đâm yết hầu, đối phương vô cùng có khả năng tránh đi, không có biện pháp, tay của hắn cùng bụng đối phương cách gần nhất. Mà đối phương ở lúc rút đi, Thiên Lan không kịp thời xuất hiện, phải nói nàng sớm đã tính toán tốt đối phương sẽ lui về phía sau, tăng thêm xuất kỳ bất ý, cho nên nam tử áo bào xanh bị nàng một đao tất sát. Bình tĩnh mà xem xét, nếu như không có U Linh Thuẫn, hắn cũng sợ Thiên Lan không ba phần. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, đang muốn nói chuyện, đột nhiên sắc mặt nàng biến đổi. Đi, lập tức đi, lập tức. Nghe Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhướng mày khó hiểu. Mà đúng lúc này, sắc mặt hắn cũng biến đổi, không có do dự chút nào, kiếm quang hiện lên, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Mà Thiên Lan không ở thời điểm Dương Diệp biến mất, cũng theo sát lấy biến mất. Dương Diệp cùng Thiên Lan không biến mất vẫn chưa tới một hơi, không gian đột nhiên như gợn nước phập phồng, mới đầu chỉ trong phạm vi trăm trượng, nhưng thời gian dần trôi qua, chung quanh gần vạn trượng đều phập phồng, giống như mặt biển bị cuồng phong thổi qua. Dương Diệp, tốt một cái Dương Diệp. Một giọng nói đột nhiên vang lên, rất nhanh, không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mà đúng lúc này, đám người Nguyên Lão xuất hiện ở trong tràng. Phong Thiên chết.
Nguyên lão trầm giọng nói. Nguyên lão làm sao xác định? Dạ Danh hỏi. Nguyên lão ngẩng đầu nhìn xa xa nói. Nếu như Phong Thiên Sát không chết, Thiên Sát các chủ sao sẽ tự mình ra mặt? Dạ Danh lắc đầu nói. Không nghĩ tới, Thiên Sát các ở ẩn vực để cho người nghe biến sắc, trong khoảng thời gian ngắn đã tổn thất hai hư giả cảnh hát, hơn nữa còn chết trên tay một bán đế. Ha ha, lúc này đây, Thiên Sát các là chân chính nguyên khí đại thương. Thiên Sát các tổng cộng chỉ có 3 CTN cường giả hư giả cảnh, hiện tại bị Dương Diệp giết một gã, mà một gã khác bị Dương Diệp bắt, nói cách khác, Thiên Sát các chỉ còn lại có một hư giả cảnh. Đây mới thực là nguyên khí đại thương. Kỳ thật khi nghe nói Dương Diệp giết Thiên Phong Sát, mọi người trong tràng khiếp sợ, đồng thời trong nội tâm còn có một tia mừng thầm. Không có gì, bởi vì mọi người không có hảo cảm với Thiên Sát các. Đây là một tổ chức sát thủ, bọn hắn mỗi người thần bí, ẩn núp ở trong bóng tối, thậm chí ở trong gia tộc bọn họ cũng có người. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, những sát thủ này sẽ xuất quỷ nhập thần xuất hiện ở bên cạnh, sau đó cho bọn hắn một kiếm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, cho dù là nguyên gia cũng kiêng kỵ Thiên Sát các không thôi. Hiện tại thực lực của Thiên Sát các bị suy yếu, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng không coi là chuyện xấu. Nguyên lão, bây giờ chúng ta làm như thế nào? Dạ Danh hỏi. Lần này săn giết Dương Diệp, là nguyên gia tổ chức, nguyên gia cũng là mạnh nhất trong tất cả gia tộc, mà nguyên lão cũng là cường giả mạnh nhất trong mọi người, bởi vậy tất cả mọi người dùng nguyên lão làm chủ, ít nhất là tạm thời. Nguyên lão nhìn phía xa hồi lâu, sau đó nói. Đợi. Dạ Danh nhíu mày, ở trong mắt hắn xem ra, bọn hắn nên đi hỗ trợ, có bọn hắn tương trợ, đừng nói Dương Diệp, coi như là bán đế kiếm vô cực cũng phải chết. Nhưng hắn không nghĩ tới, nguyên lão lại để cho bọn hắn đợi, là không ra tay. Bất quá rất nhanh, hắn rõ ràng ý tứ của nguyên lão. Nguyên lão là muốn để cho Dương Diệp cùng Thiên Sát các lưỡng bại câu thương. Nếu như nói ở trong ẩn vực, còn có thế lực nào có thể uy hiếp được nguyên gia mà nói, cái này không thể nghi ngờ là Thiên Sát các, thực lực chỉnh thể của Thiên Sát các không bằng nguyên gia, nhưng Thiên Sát các căn bản không lộ ra ngoài sáng, chỗ đáng sợ nhất của bọn hắn là ám sát. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu như bị một đám sát thủ rất mạnh nhằm vào, coi như là nguyên gia, chỉ sợ cũng phải mỗi ngày sống trong lo lắng. Nếu như Thiên Sát các chủ có thể giết Dương Diệp, cái kia đương nhiên là tốt, mục đích của mọi người cũng coi như đạt đến. Mà nếu như Dương Diệp giết Thiên Sát các chủ, cái kia đối với bọn họ cũng không có tổn thất gì. Tóm lại, bất kể là Dương Diệp chết hay Thiên Sát các chủ chết, đối với bọn họ mà nói không có chỗ xấu. Nếu như hai người lưỡng bại câu thương, bọn hắn ngư ông thủ lợi, vậy thì càng tốt hơn. Không chỉ Dạ Danh minh bạch ý tứ của nguyên lão, người còn lại cũng minh bạch, dù sao đều là người đã sống ít nhất trên vạn năm, chút trí tuệ ấy vẫn phải có. Đối với cách làm của nguyên lão, mọi người cũng ủng hộ, bởi vì bọn hắn đều không có hảo cảm với Thiên Sát các. Lúc này, nguyên lão lại nói. Không cần xuất thủ, tận lực đuổi kịp bọn hắn là được. Thanh âm rơi xuống. Đám người nguyên lão biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp cùng Thiên Lan không chạy như điên, không đến mấy tức, hai người đã xuất hiện ở ngoài hơn 200 vạn dặm. Là Thiên Sát các chủ. Dương Diệp hỏi. Phải. Trong thanh âm của Thiên Lan không mang theo một tia ngưng trọng. Mạnh bao nhiêu? Dương Diệp hỏi. Ta và ngươi liên thủ khả năng đều không phải đối thủ của hắn. Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhíu mày. Không cần phải nói, Thiên Sát các chủ khẳng định thuộc về cường giả giống như Vạn Túc Công. Mà so sánh với Vạn Túc Công, Thiên Sát các chủ khả năng càng đáng sợ hơn, bởi vì đối phương là sát thủ, xuất quỷ nhập thần. Cùng Vạn Túc Công giao thủ, đó là chính diện giao thủ, mà Thiên Sát các chủ là đến ám sát. Chính hắn cũng đã làm sát thủ giết người, cực kỳ tinh tường sát thủ đáng sợ, huống chi đối phương còn là một sát thủ hư giả cảnh. Không thể tiếp tục trốn như vậy. Càng không thể làm cho đối phương núp trong bóng tối. Trầm mặc một hồi, Dương Diệp hạ quyết định, tiếp tục trốn, chỉ là lãng phí huyền khí, chờ huyền khí hắn lãng phí xong, khi đó tình cảnh càng thêm không ổn, mà nếu như đối phương núp trong bóng tối không hiện thân, vậy hắn cơ hồ chuyện gì cũng không làm được, bởi vì hắn nhất định phải thời thời khắc khắc đề phòng đối phương, hơi có chút thư giãn, đối phương nhất định sẽ cho hắn một kích chí mạng. Chiến. Chỉ có thể chiến. Bước đối phương chính diện chiến một trận. Sau khi quyết định,
Dương Diệp truyền âm cho Thiên Lan Không. Ngươi che giấu, trốn xa một chút, tạm thời chia tay ra, về phần lúc nào nên xuất thủ, chính ngươi quyết định. Không cho Thiên Lan Không xuất thủ, tự nhiên là vì cùng Thiên Sát các chủ chính diện một trận chiến, nếu để cho đối phương biết Thiên Lan Không ở chỗ này, đối phương chắc chắn sẽ không cùng hắn chính diện chiến một trận. Ngươi muốn làm gì? Thiên Lan Không hỏi. Cùng hắn chiến một trận. Dương Diệp nói. Ngươi điên rồi sao? Thiên Lan Không thất thanh nói. Dương Diệp, thực lực của ngươi xác thực cường hãn, nhưng hắn là hư giả cảnh thành danh đã lâu, căn bản không phải hai cường giả hư giả cảnh trước kia ngươi giết có thể so sánh, cho dù là Thiên Phong Sát vừa rồi người giết cũng không cách nào so sánh. Hồn phách của nàng ở trên tay Dương Diệp, tự nhiên không hy vọng Dương Diệp xuất thủ, có thể nói, nếu Dương Diệp xuất thủ, nàng cũng không sống được. Thiếu đi một hồn một phách, dù bất tử, người khẳng định cũng sẽ biến thành ngu ngốc. Trên đời này, không có đồ vật gì có thể cải tạo hồn phách, ít nhất nàng chưa từng nghe qua. Dương Diệp nói, vậy ngươi cảm thấy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Nghe vậy, Thiên Lan không nghẹn lời, nên làm như thế nào? Tiếp tục trốn, phải chạy trốn tới khi nào? Nàng còn được, nhưng huyền khí của Dương Diệp khẳng định không cách nào để hắn trốn bao lâu, dùng hết huyền khí, còn trốn như thế nào? Khi đó, đừng nói trốn, chỉ sợ ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Trầm mặc mấy tức, Thiên Lan không nói. Ngươi thật sự muốn cùng hắn chiến một trận. Dương Diệp nói. Ta không có lựa chọn. Có nắm chắc? Thiên Lan không hỏi. Không có. Dương Diệp nói. Hắn xác thực không có nắm chắc gì, đối phương là thuộc về cấp bậc như Vạn Thúc Công, trừ khi hắn dùng kiếm thần ấn tăng kiếm ý lên tới nửa bước quy nguyên cảnh, như vậy có lẽ có thể đánh chết đối phương, nhưng dùng tình cảnh của hắn bây giờ, hắn căn bản không dám dùng. Không nói đám người Nguyên gia, ngay cả Thiên Lan Không hắn cũng không tin. Cẩn thận thủ đoạn không gian của hắn, hắn khống chế không gian còn mạnh hơn ta, còn nữa, hắn khả năng còn biết phong chi pháp tắc. Thiên Lan Không nói xong, thân hình run lên, biến mất ở trong tràng. Sau khi Thiên Lan Không rời đi, Dương Diệp lập tức ngừng lại, hắn lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó hai mắt khép hờ. Qua mấy tức, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp, hắn hiện tại, kiếm ý niết bàn cảnh đã hoàn toàn nghiền áp sát ý, bởi vậy lấy ra táng thiên sẽ không còn cảnh bốn phía huyết hồng, bởi vì những huyết khí cùng sát ý này, đều bị kiếm ý chân áp. Sau khi lấy ra táng thiên, Dương Diệp mở mắt nói. Các hạ, đã đến rồi, vì sao không hiện thân? Không có trả lời. Dương Diệp cười cười nói. Các hạ là cường giả thành danh đã lâu, chẳng lẽ đối phó bán đế như ta, cũng muốn dùng ám sát sao? Ngươi cũng không phải bán đế bình thường. Lúc này, một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Có thể dùng tu vi bán đế chu sát hư giả cảnh, trên đời này có thể làm được. Hiện tại chỉ sợ chỉ có ngươi. Bất quá ngươi nói rất đúng, muốn giết ngươi, xác thực không cần dùng ám sát. Thanh âm rơi xuống, một nam tử mặc hắc bào, mang mặt nạ màu đen xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ, trong nội tâm Dương Diệp rùng mình, tuy nam tử này ở cách đó không xa, nhưng hắn lại cảm ứng không đến, đối phương phảng phất như cùng không gian, cùng không khí, cùng gió, còn có thiên địa dung làm một thể. Rất mạnh. Đây là cảm giác của Dương Diệp. Nam tử đeo mặt nạ nói. Thiên Phong Sát đã chết, nhưng Thiên Vấn Lan lại còn sống. Nếu như ta không đoán sai, nàng hẳn là đầu hàng ngươi rồi, mà sở dĩ Thiên Phong Sát bị giết, có lẽ cũng có công lao của nàng, đúng không? Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới nam tử đeo mặt nạ này đoán được sự tình. Không cần phải nói, để cho Thiên Lan Không âm thầm đánh lén là không được. Lúc này nam tử đeo mặt nạ lại nói. Cũng được, dù sao nàng sớm đã muốn phản bội, hiện tại vừa vặn như nguyện của nàng. Đến đây đi, cho ta xem, thiên tài có thể so với kiếm vô cực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử đeo mặt nạ, lúc này kiếm đã vào vỏ. Kiếm ra, một đạo kiếm quang lóe lên, sau đó một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không có động tác, mặc kệ huyết kiếm chém xuống, kiếm xuyên qua thân thể nam tử đeo mặt nạ, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi, bởi vì nam tử đeo mặt nạ ở trước mặt hắn chỉ là một tàn ảnh. Lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp, nhanh như tia chớp.
Keng! Dao găm cũng không cắm vào gáy Dương Diệp, vì U Linh Thuẫn đã ngăn cản. Nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại chấn lui hơn 10 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, không gian chung quanh đột nhiên run lên kịch liệt, sau đó hai thanh dao găm xuất hiện, một thanh đâm vào gáy Dương Diệp, một thanh cắt tới yết hầu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, U Linh Thuẫn ngăn cản sau gáy, mà trường kiếm trong tay hắn thì đâm về phía dao găm xuất hiện ở yết hầu. Keng! Keng! Hai thanh dao găm bị ngăn trở, nhưng đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ở lúc hắn xuất thủ, một thanh dao găm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Xuy! Dao găm vào bụng, máu tươi rơi vãi, trong bụng, dao găm khẽ run lên, sau đó cắt ngang qua. Xuy! Dao găm cắt ngang, muốn chém ngang lưng Dương Diệp, nhưng ở thời khắc mấu chốt, trái tay Dương Diệp nắm chặt dao găm, sau đó thân hình khẽ động, lui hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, tay trái Dương Diệp mạnh mẽ dùng sức, rút dao găm ra, dao găm vừa rút, phần bụng hắn kích xạ ra một đạo máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình, ở phần bụng, có một vết máu rộng gần 20 phân, lúc này ở trong vết máu không ngừng tuôn ra máu tươi, tựa như con suối bốc lên, cuối cùng những máu tươi này đều bị Táng Thiên trong tay hắn hấp thu. Nhìn bụng của mình, sắc mặt Dương Diệp trầm thấp, nếu như vừa rồi hắn hơi chậm một chút, cho dù là một giây, thân thể hắn này phân thành hai nửa. Nam tử đeo mặt nạ cũng không có cho Dương Diệp thời gian nghỉ ngơi, Dương Diệp vừa dừng lại, không gian chung quanh khẽ run lên, sau đó lại một thanh dao găm lăng không hiện ra, dao găm trực tiếp cắt tới cổ họng của hắn, tốc độ cực nhanh, nhanh đến cho dù là Dương Diệp cũng chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh. Bằng vào bản năng, trường kiếm của Dương Diệp đột nhiên xuất thủ, trực tiếp đâm vào trên dao găm. Keng! Dao găm bị oanh bay, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại hơi đổi, bởi vì thời điểm hắn xuất kiếm, lại một thanh dao găm xuất hiện ở phần gáy của hắn, còn có một thanh dao găm đi tới giữa mi tâm. Tốc độ nhanh, thật nhanh, đáng sợ nhất còn không phải nhanh, mà là mỗi lần đối phương xuất thủ, đều chọn thời điểm hắn không thể ngăn cản, tự như hiện tại, kiếm của hắn chặn dao găm đối phương, nhưng dao găm của đối phương không phải vì giết hắn, mà vì kiềm chế kiếm của hắn, sát chiêu chính thức ở trên hai thanh dao găm kia, thậm chí hai thanh dao găm này còn không phải sát chiêu. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp không có đi ngăn cản dao găm, kiếm ý lăng không xuất hiện ở bốn phía. Kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện, hai thanh dao găm lập tức dừng lại, mà chỉ trong sát na, thân hình Dương Diệp lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng, sau đó dùng kiếm ý ngưng tụ ra bình chướng ở chung quanh hắn. Tuy cái này có chút lãng phí huyền khí, nhưng hắn không thể không làm như vậy, cũng chỉ có như vậy, thời điểm dao găm của đối phương xuất hiện, hắn mới có thời gian làm ra phản ứng, bằng không thì tốc độ dao găm của đối phương quá nhanh, hắn sẽ bị đối phương áp chế, sau đó lâm vào bị động. Sau khi bình chướng xuất hiện, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí huyết sắc hiện ra, kích bắn về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không có trốn tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có, mặc kệ kiếm khí của Dương Diệp bổ vào trên người hắn. Kiếm khí xuyên qua, thân thể nam tử đeo mặt nạ bắt đầu hư ảo. Tàn ảnh! Xa xa, Dương Diệp nhíu mày, đúng lúc này. Ở trước mặt hắn đột nhiên thoáng hiện một bóng đen, đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, huyết kiếm mạnh mẽ chém xuống. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn lui hơn 200 trượng, mà lúc này, một bóng đen lại bay về phía Dương Diệp, tốc độ cực nhanh, để cho Dương Diệp không khỏi biến sắc. Bành bành bành! Không đến một hơi, Dương Diệp đã bị đẩy lui đến hơn 700 trượng, nhưng Dương Diệp ngay cả bản thể của đối phương cũng không thấy, hắn hiện tại chỉ có thể chứng kiến một bóng đen mơ hồ. Tốc chi pháp tắc. Nam tử đeo mặt nạ lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Dương Diệp cũng lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, nhưng tốc độ của hắn xa xa không bằng nam tử đeo mặt nạ, ngoại trừ bởi vì tạo nghệ đối với tốc chi pháp tắc không bằng nam tử đeo mặt nạ ra, còn có một nguyên nhân tự nhiên là cảnh giới, nam tử đeo mặt nạ là hư giả cảnh, mà hắn mới bán đế. Lúc này, trong mắt Dương Diệp lần nữa chứng kiến một bóng đen mơ hồ. Trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh về phía trước. Giới hạn. Quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay Dương Diệp đổ xuống, những nơi đi qua, không gian văng tung tóe. Oanh. Ở trước mặt Dương Diệp, một bóng đen bị chấn bay hơn trăm trượng.
một quyền đẩy lui đối phương, cùng đối phương kéo ra khoảng cách, nắm giữ chủ động, Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, chân phải đạp mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Giờ khắc này, tốc độ của Dương Diệp cũng sắp đến cực hạn, khoảng cách hơn trăm trượng, chỉ một phần trăm tức đã đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ, mũi kiếm trong tay hắn càng cách mi tâm đối phương không đến nửa tấc, trong kiếm ẩn chứa kiếm khí cường đại, trực tiếp làm cho không gian sau lưng nam tử đeo mặt nạ nứt toát ra. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ vô cùng bình tĩnh, thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm, hắn đột nhiên nghiêng người, kiếm của Dương Diệp lập tức thất bại, dán cái trán của nam tử đeo mặt nạ đâm tới. Mà tay trái hắn thì nắm một thanh dao găm mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp. Một nhát này, tự nhiên thiên thành, tựa như Dương Diệp đụng vào cho hắn đâm vậy. Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ ngay cả nhất niệm thuấn sát bản trung cực cũng có thể tránh thoát, trong nội tâm Dương Diệp giật mình, hiển nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ cùng thực lực của nam tử đeo mặt nạ này. Đúng lúc này, hắn căn bản không có khả năng thu kiếm, cũng không có khả năng dừng lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, cường hành dừng lại. Hắn có thể làm được, nhưng nhất định sẽ trả một cái giá lớn. Ổn định tâm thần, hai tay Dương Diệp nắm lấy kiếm tiếp tục đâm tới, tâm niệm vừa động, U Linh Thuẫn thoáng hiện, ngăn cản dao găm của nam tử đeo mặt nạ. Keng! U Linh Thuẫn chặn dao găm của nam tử đeo mặt nạ, Dương Diệp xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại, nam tử đeo mặt nạ đã quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, hàn quang lóe lên, dao găm đã tới chỗ cái ót. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn, tay phải hắn nắm lấy Táng Thiên đâm về sau lưng. Hiện tại hắn xem như minh bạch, chỉ cần trốn hoặc tránh, sẽ bị đối phương áp chế, bởi vì tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, bất kể hắn trốn hay tránh, đối phương đều có thể trước hắn một bước, về phần tìm sơ hở của đối phương, lúc này căn bản không được, bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù có sơ hở, hắn cũng bắt không được. Cho nên hắn quyết định dùng tổn thương đổi tổn thương, hoặc là nói, lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng cái ót của mình đi cứng rắn đỡ dao găm của đối phương. Thời điểm hắn vung kiếm, U Linh Thuẫn đã hiện ra, ngăn cản dao găm của nam tử đeo mặt nạ. Xuy! Không phải thanh âm đâm vào thân thể, mà là âm thanh đâm rách không khí, kiếm rơi vào khoảng không. Nam tử đeo mặt nạ ở thời khắc mấu chốt thân thể nghiêng một cái, kiếm của Dương Diệp dán biên giới phần bụng của nam tử đeo mặt nạ đâm tới. Nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi lần nữa. Bởi vì khi đối phương nghiêng người tránh thoát kiếm của hắn, chủy thủ trong tay lại cắt qua sau lưng hắn. Con mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác, hắn không dùng U Linh Thuẫn ngăn cản, bởi vì không kịp, hắn cách đối phương quá gần, tăng thêm tốc độ của đối phương lại nhanh, U Linh Thuẫn căn bản không kịp đi ngăn cản một đao kia. Xuy! Nam tử đeo mặt nạ trực tiếp cắt vào sau lưng Dương Diệp, mà lúc này, tay phải của Dương Diệp xoay chuyển, kiếm vẽ nửa vòng tròn cắt tới. Xuy! Máu tươi văng khắp nơi. Yên lặng một hơi, Dương Diệp quay người, lúc này nam tử đeo mặt nạ đã ở trước mặt hắn hơn trăm trượng, ở chỗ bụng của đối phương, có một vết máu cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Đương nhiên, phía sau lưng của hắn cũng có một vết máu, hơn nữa miệng vết thương rất rộng, khoảng chừng hơn 30cm, máu tươi không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Hiện tại hắn ở trước bụng có một vết thương, sau lưng cũng có một vết thương, nếu như hai bên eo lại đến một vết. Như vậy thân thể của hắn là thật bị chém ngang lưng rồi. Rất nhiều năm không có bị thương. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Dương Diệp lấy ra hai viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nói. Vậy sao, ta thì cơ hồ mỗi ngày đều bị thương. Nam tử đeo mặt nạ nói. Tuổi còn nhỏ, ý thức chiến đấu đã đạt đến nước này, xác thực khó được. Quan trọng nhất là có gan, dám dùng mệnh đổi mệnh. Thiên phong sát chết trong tay người. Hắn không oan. Dương Diệp lại lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nói. Các hạ, ta cùng thiên sát các ngươi tựa hồ cũng không có ân oán gì nha. Trước kia sách thực không có, nhưng hiện tại đã có. Không phải sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Dương Diệp nhíu mày nói. Ngươi nói không sai, ta cùng các ngươi vốn không có ân oán gì, nhưng hiện tại, giữa chúng ta xác thực đã có. Đến đây đi. Để cho chúng ta hôm nay nhìn xem, đến tột cùng ai chết ai sống. Thanh âm rơi xuống, mi tâm đi cương Diệp hiện ra kiếm thần ấn. Thực lực của nam tử đeo mặt nạ trước mắt này, rất mạnh, tuyệt không thua Vạn Túc Công. Kỳ thật hắn càng muốn đối mặt Vạn Túc Công, bởi vì Vạn Túc Công công kích rất đơn giản,
là man lực, tuy khủng bố, nhưng lại đơn giản, dễ ứng đối. Mà chiến đấu với nam tử đeo mặt nạ, hắn phải lên tất cả tinh thần, không dám có chút lười biếng, hơi có sai lầm, vạn kiếp bất phục. Nam tử đeo mặt nạ nói. Vậy thì đến xem a. Thanh âm rơi xuống, nam tử đeo mặt nạ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, không phải một, mà là bốn cái, bốn nam tử đeo mặt nạ phân biệt xuất hiện ở chung quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, bốn chuôi dao găm đâm về huyệt thái dương của Dương Diệp, phần gáy, yết hầu, cùng với hai eo. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại, hắn căn bản phân không rõ bốn nam tử đeo mặt nạ cái nào mới là bản thể. Phải nói bốn nam tử đeo mặt nạ cho hắn cảm giác đều là bản thể. Cái này căn bản không phải bóng dáng, đây là thật. Dương Diệp không dám có chút chủ quan, kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở bốn phía, sau một khắc, kiếm ý mạnh mẽ co rút lại, sau đó. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng dùng Dương Diệp làm trung tâm mạnh mẽ bộc phát ra. Kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn. Hơn nữa còn là kiếm ý giới hạn gia trì rồi kiếm thần ấn. Ầm ầm, trong tràng tựa như kinh lôi liên tục nổ vang, không gian tầng tầng rạn nứt, cuối cùng một tầng đón lấy một tầng sụp đổ, tốc độ sụp đổ cực nhanh, không đến mấy tức, phương viên gần ngàn trượng đều sụp đổ. Không gian sụp đổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, không gian vừa khôi phục bình thường, trong tràng vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Trảm thiên bạt kiếm thuật. Theo Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên, những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua. Không gian lần nữa bị xé nứt. 300 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm khí vạch phá bầu trời, trong nháy mắt đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ nhíu mày, trong mắt có vẻ ngưng trọng, hai tay của hắn nắm dao găm bổ một phát, dao găm cùng kiếm khí chạm vào nhau, cả hai lập tức run lên, rất nhanh, hai tay của nam tử đeo mặt nạ dùng sức, xùy một tiếng, kiếm khí bị phách ra, nhưng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Chạm. Dương Diệp nói xong, rút kiếm chém xuống. Đồng tử của nam tử đeo mặt nạ co rụt, chủy thủ trong tay giơ lên. Oanh! Không gian chung quanh hai người lần nữa văng tung tóe. Đúng lúc này, một thanh dao găm quỷ dị xuất hiện ở chỗ yết hầu của Dương Diệp, bất quá bị U Linh Thuẫn ngăn trở, nhưng thời điểm U Linh Thuẫn ngăn trở chuôi dao găm này, có một thanh dao găm khác lại xuất hiện ở trước ngực. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý thanh dao găm này. Tay trái chảo nam tử đeo mặt nạ một cái. Xách đầu. Xuy. Két sát. Một thanh dao găm chui vào ngực Dương Diệp, máu như suối phun, sắc mặt Dương Diệp lập tức trắng bệch. Mà nam tử đeo mặt nạ thì hai mắt trợn lên. Cái cổ của nam tử đeo mặt nạ đột nhiên vỡ ra, máu tươi kích xạ. Trong nội tâm nam tử đeo mặt nạ hoảng hốt, hắn biết rõ, cái này là trong cơ thể mình xảy ra vấn đề, lập tức bất chấp dùng dao găm chọc Dương Diệp. Tâm thần vội vàng chìm vào trong cơ thể, chấn áp huyết mạch, ở dưới hắn chấn áp, huyết dịch trong cơ thể bị Dương Diệp khống chế lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, gần vạn thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra, sau đó lập tức bao vây hắn cùng nam tử đeo mặt nạ lại. Trong trang, kiếm quang răng khắp nơi. Nam tử đeo mặt nạ hoảng hốt, thân thể run lên, dung nhập trong không gian, biến mất khỏi vòng vây. Nhưng ngay khi nam tử đeo mặt nạ biến mất, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Ngươi, cái này, đây là lực lượng giới vực. Trong trang đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi của nam tử đeo mặt nạ. Xuy 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 mũ mũ. Trả lời nam tử đeo mặt nạ là mấy đạo kiếm khí huyết sắc, còn có kiếm quang rậm rạp chằng chịt. Nếu chết, mọi người cùng chết. Ở trong kiếm vực, thân pháp của nam tử đeo mặt nạ không chỗ nào che giấu, không thể che giấu, lại không cách nào đào tẩu. Bởi vì hắn đã bị kiếm trận của Dương Diệp vây quanh, hắn hiện tại chỉ có liều chết chiến một trận. Siêu, xíu, xíu, yêu yêu, suy suy suy. Trong tràng, âm thanh kiếm khí cùng không gian xé rách không ngừng vang lên, máu tươi không ngừng văng khắp nơi. Cứ như vậy, chiến đấu ước chừng gần 15 phút. Kiếm quang tán đi, huyền kiếm từ trên không trung rơi là tả xuống, Dương Diệp cùng nam tử đeo mặt nạ xuất hiện. Lúc này, ở trên người nam tử đeo mặt nạ, đâm khoảng chừng 5 chuôi kiếm, tứ chi còn có trước ngực, đều cắm một thanh kiếm, trên người hắn tổn thương càng vô số kể, đặc biệt là trước ngực, rậm rạp chằng chịt kiếm động, phảng phất như bị vạn tiễn xuyên tâm, mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, phần bụng cùng phía sau lưng thông suốt, ở trên cổ họng, giữa mi tâm, còn có trước ngực đều có miệng vết thương,
cũng may không phải rất sâu, không đến mức chí mạng. Nhưng lúc này hai tay của hắn cắm một thanh dao găm đã đâm xuyên qua toàn bộ tay, còn có nơi bả vai đã hoàn toàn vỡ ra, ngay cả xương cốt cũng bị cắt mở, chỉ còn lại có một chút dính với nhau, cả cánh tay hoàn toàn ở vào trạng thái treo lủng lẳng, phảng phất như sau một khắc sẽ rơi xuống. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp cũng nhìn đối phương, hai người không có động thủ, không phải không muốn động thủ, mà là hai người đã không có biện pháp động thủ. Đúng lúc này, không gian sau lưng nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nhúc nhích, một thanh dao găm để ngang yết hầu của nam tử đeo mặt nạ. Xuất hiện dĩ nhiên là Thiên Lan Không. Vì cái gì? Nam tử đeo mặt nạ hỏi. Vì cái gì? Thần sắc của Thiên Lan Không dữ tợn. Ngươi còn nhớ mấy trăm năm trước Lý gia ở Phong Vũ Thành sao? Ta nghĩ ngươi nhất định là không nhớ, bởi vì ngươi giết nhiều người như vậy, làm sao có thể nhớ rõ một tiểu thế gia không nhập lưu? Thế nhưng ta nhớ rõ, cả nhà Lý gia hơn 1.300 người, hơn 1.300 người, toàn bộ bị ngươi chu sát, đáng tiếc, ngươi bỏ sót một người. Không có khả năng, nam tử đeo mặt nạ nói. Nếu như ta xuất thủ, tất nhiên không có bỏ sót. Biết rõ ngươi vì cái gì bỏ sót một người không? Trên mặt Thiên Lan Không ngoại trừ dữ tợn, còn có một tia điên cuồng. Bởi vì ngay lúc đó ta không ở trong Lý gia, ta ở bên ngoài phủ, ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết sạch tất cả mọi người. Sau khi ngươi giết xong, lại đến trước mặt sờ lên đầu ta, ha ha, khi đó ngươi nhất định không biết, ta cũng là người Lý gia a. Ta nhớ rồi. Nam tử đeo mặt nạ nói. Lúc trước ngươi đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, cầu bái ta làm thầy, ta không đồng ý. Nhưng thấy ngươi tính tình kiên nghị, mới dẫn ngươi tới Thiên Sát Các, để cho hạ nhân dạy ngươi, ha ha, ta nói ngươi như thế nào sẽ làm phản, nguyên lai ngươi một mực đã nghĩ làm phản. Ngươi, nói đến đây, thanh âm của nam tử im bặt mà dừng, bởi vì dao găm của Thiên Lan Không đã cắt cổ họng của hắn, máu tươi kích xạ ra, tay cùng dao găm của Thiên Lan Không đều bị nhuộm đỏ. Rất nhanh, nam tử tuyệt khí, ngón tay của Dương Diệp hơi động. Thu thi thể nam tử cùng vô số huyền kiếm vào. Thiên Lan Không nhìn về phía Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương. Thiên Lan không nói gì, con mắt bình tĩnh, nhưng lại không bình thường. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên dáng tươi cười. Có phải muốn giết ta, đoạt lại hồn phách của ngươi hay không? Thiên Lan không nói gì, chỉ đi về phía Dương Diệp, rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó dao găm trong tay để ngang lên yết hầu Dương Diệp. Ở thời điểm ngươi phá hủy hồn phách của ta, ta có thể một đao cắt đầu của ngươi, ta không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách, cũng không muốn cùng ngươi là địch, trả hồn phách lại cho ta, ta rời đi. Dương Diệp lắc đầu nói. Không được. Thiên Lan không nhíu mày, trong mắt có sát ý. Dương Diệp, ta không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách, không có nghĩa là ta không dám cùng ngươi cá chết lưới rách, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi và ta đồng quy vu tận, kiếm minh của ngươi làm sao bây giờ, thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Còn có, ta và ngươi vốn không có đại thù, cùng ta đồng quy vu tận, đáng giá sao? Không đáng. Dương Diệp nói. Nhưng trả hồn phách lại cho ngươi, ngươi đi, ta ở lại chỗ này, đời ngươi ẩn vực tới, ta vẫn sẽ chết. Đó là sự tình của ngươi. Thiên Lan Không lạnh lùng nói. Hồn phách cho ngươi là chết. Không cho ngươi cũng chết, như vậy không bằng kéo ngươi chết chung cho có một bạn. Ngươi nói phải không? Dương Diệp nói. Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi muốn thế nào? Dương Diệp nói. Đơn giản, trước dẫn ta đi, chờ thương thế của ta triệt để khôi phục, ta trả hồn phách lại cho ngươi. Ta làm sao tin ngươi? Thiên Lan Không nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không biết phải làm sao cho ngươi tin ta. Dù sao nếu như ngươi trợ giúp ta lần này, đợi thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ trả hồn phách lại cho ngươi, nói được thì làm được. Dao găm trong tay Thiên Lan Không đè lên yết hầu của Dương Diệp, dao găm đâm vào làn da, Dương Diệp cảm thấy yết hầu lạnh buốt. Thiên Lan Không nói, ta không muốn cùng ngươi đi chung một chỗ, trả hồn phách lại cho ta rời đi, ta và ngươi tầm đó không ai thiếu nợ nhau, ngày sau ta cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái, ngươi. Ngươi giết ta đi. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Sắc mặt Thiên Lan Không trầm xuống. Ngươi cho rằng ta không dám. Ta biết rõ ngươi dám. Dương Diệp nói. Nhưng người lưu ta lại,
còn không phải cho những người ấn vực kia tới giết ta, hoặc là chờ ta giao hồn phách cho ngươi, ngươi sẽ trực tiếp giết ta. Cho nên, trừ khi ta có lực lượng bảo vệ, bằng không thì, ta sẽ không trả hồn phách lại cho ngươi. Nhưng ta làm sao biết chờ ngươi khôi phục thương thế, ngươi có hối hận hay không? Thiên Lan không nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói. Ngươi lo lắng cũng không sai, bất quá ta cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này, dù sao ta và ngươi đều không tin đối phương. Nói lâu như vậy, ngươi chỉ là nói nhảm phải không? Thần sắc của Thiên Lan không có chút bất thiện rồi. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không nói. Ta là kiếm tu, sự tình ta hứa hẹn, sẽ không đổi ý, nếu không vi phạm bản tâm, ta. Ta chỉ biết ngươi vô sỉ. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp nói. Nếu như là kiếm tu khác, có lẽ ta còn tin tưởng, nhưng ngươi, thật có lỗi, ta không tin. Trước kia Dương Diệp phụ oan nàng, âm mưu quỷ kế nhiều vô số, nàng là còn nhớ rõ. Vậy ngươi giết ta đi. Dương Diệp nói. Ngươi có lựa chọn, mà ta không có lựa chọn, bởi vì ta chọn cái gì cũng chết. Mà ngươi sẽ không, nếu như ngươi lựa chọn cứu ta, chúng ta cùng một chỗ sống. Ngươi muốn chơi vô lại có phải không? Thiên Lan không nói. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, Thiên Lan không đột nhiên nhíu mày. Có người đang tới. Dương Diệp nói. Hồn phách cho ngươi, coi như ngươi không giết ta, sau khi rời đi, ta cũng sẽ chết. Trả hồn phách, ta cứu ngươi. Thiên Lan không lui một bước. Dương Diệp lắc đầu nói. Trước cứu ta, ta trả ngươi hồn phách. Có phải ngươi thật muốn chết hay không? Thanh âm của Thiên Lan không dữ tợn. Dương Diệp nhắm mắt. Nhìn Dương Diệp một bộ người tới giết đi, sắc mặt của Thiên Lan không âm trầm đáng sợ. Qua mấy tức, nàng đột nhiên bắt lấy thân hình Dương Diệp, tiêu tán ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Lan không biến mất không đến một hồi, đám người nguyên lão xuất hiện. Không gian sụp đổ rất nhiều lần, còn có mùi máu tươi, hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này giao thủ kịch liệt qua. Dạ Danh trầm giọng nói. Ai thắng? Một lão giả hỏi. Nghe vậy, đám người Dạ Danh nhìn về phía nguyên lão. Nguyên lão cau mày nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói. Nếu như Dương Diệp chết, có lẽ Thiên Sát các chủ sẽ thông báo cho ta, nhưng hắn không có, nói cách khác, chỉ còn có hai kết quả, hoặc là Thiên Sát các chủ chết, hoặc là Dương Diệp trốn, Thiên Sát các chủ truy sát. Nếu như Thiên Sát các chủ bị giết, Dạ Danh nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Nghe Dạ Danh nói, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, nếu như Dương Diệp ngay cả Thiên Sát các chủ cũng có thể giết, như vậy thực lực của Dương Diệp mạnh hơn bọn hắn đoán rất nhiều. Mà Dương Diệp mới bán đế. Bán đế? Hai chữ chói mắt cỡ nào a? Hiện tại hắn cũng đã có thể chém giết lão quái vật như Thiên Sát các chủ, nếu như hắn đạt tới đế giả, trong hư giả cảnh, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, mọi người tình nguyện lựa chọn Dương Diệp chết, mà không phải Thiên Sát các chủ. Bởi vì nếu như Dương Diệp giết Thiên Sát các, hơn nữa còn dùng thực lực bán đế đánh chết, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Lúc này, nguyên lão nói. Thiên Sát các chủ là một lão quái vật, dù cùng ta chính diện giao thủ, ta cũng không có nắm chắc giết hắn, nếu như hắn ẩn núp, ta cũng phải sợ hắn ba phần. Dương Diệp lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng giết hắn. Hiện tại Dương Diệp hẳn là đang lẩn trốn, tóm lại hiện tại bắt đầu, chúng ta tách ra điều tra, tận lực tìm được bọn hắn. Nghe nguyên lão nói, mọi người nhìn nhau, bọn hắn biết rõ, lúc này nguyên lão cũng có chút hít hoảng hốt rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, nếu như Dương Diệp thật sự đánh chết Thiên Sát các chủ, như vậy chờ hắn đạt tới đế giả, chỉ sợ coi như là nguyên lão chính diện chống lại hắn cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người mang theo tâm tình nặng nề biến mất ngay tại chỗ, nguyên lão nhìn phía xa, trong mắt lần thứ nhất có sát ý. Bên ngoài hơn 100 vạn dặm. Cõng ta! Dương Diệp nói, thanh âm có chút suy yếu. Mơ đi! Thiên Lan không lạnh lùng đáp. Tốc độ của ngươi quá nhanh, hiện tại thân thể của ta không chịu nổi. Liên quan gì tới ta? Thiên Lan không tức giận nói. Không cõng ta, ta chết cho ngươi xem. Trong một sơn mạch không biết tên, Dương Diệp nằm ở trên một tảng đá, hai mắt khép hờ, đã hôn mê. Ở bên trái hắn, là một mảnh rừng rậm dày đặc, mà ở bên phải hơn 10 trượng, là một đầm nước, trên đầm nước có một thác nước, nước từ trên đỉnh núi trút xuống, cuối cùng rơi vào trong đầm, tóe lên vô số bọt nước.
Ở bên cạnh Dương Diệp là Thiên Lan Không, lúc này ánh mắt của Thiên Lan Không rơi vào trên người Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp, Thiên Lan Không mặt không biểu tình, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại giống như thủy triều. Dương Diệp giết Thiên Sát Các các chủ, tồn tại kia từng để cho nàng nhìn lên. Nàng, Thiên Sát Các đã không biết chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ dám động thủ, bởi vì nàng rất rõ ràng đối phương mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, đối phương chết rồi, chết ở trên tay nam tử chỉ là bán. Đế, trước kia chiến đấu, nàng đều xem nhất thanh nhị sở, thực lực của Dương Diệp rõ ràng yếu hơn Thiên Sát các chủ, nhưng hắn lại thắng. Vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn, còn có một điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn không sợ. Chết! Ở trước mắt cuối cùng, Thiên Sát các chủ cùng Dương Diệp liều chết, kỳ thật Thiên Sát các chủ là rơi xuống hạ phong, không chỉ khí thế, trên tâm lý cũng rơi xuống hạ phong. Bởi vì hắn là bị ép cùng Dương Diệp liều chết, Dương Diệp lại chủ động cùng hắn liều chết, cái này phân biệt được sao? Tự nhiên phân biệt được, ít nhất ở trên khí thế, Thiên Sát các chủ yếu hơn vài phần, hơn nữa bởi vì hắn ngay từ đầu không muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng, bởi vậy trong lòng có cố kỵ, trong lòng có cố kỵ, xuất thủ tự nhiên cũng sẽ có cố kỵ, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao cuối cùng Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong. Đến cuối cùng, Thiên Sát các chủ minh bạch đạo lý này, cũng bắt đầu cùng Dương Diệp liều mạng, nhưng khi đó đã muộn. Kỳ thật thực lực của Dương Diệp thua Thiên Sát các chủ rất nhiều, điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng một cuộc chiến đấu, quyết định thắng bại không chỉ thực lực, còn có các phương diện đần. Trong lịch sử, ví dụ lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh rất nhiều. Đối với Dương Diệp, trong nội tâm Thiên Lan Không vẫn còn có chút bội phục, có thể tưởng tượng, nếu như Dương Diệp không chết non, tiếp tục lớn lên, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thua Kiếm Vô Cực. Thiên Lan Không thu hồi suy nghĩ, đánh giá Dương Diệp một cái, Dương Diệp tổn thương rất nặng, cực kỳ nặng, có thể nói tổn thương nặng như vậy còn có thể sống, thật là một kỳ tích. Cứu Dương Diệp. Nàng không có ý nghĩ này, ít nhất hiện tại không có ý nghĩ này, hiện tại nàng chỉ muốn thu hồi hồn phách của mình, mà Dương Diệp hôn mê, đây chính là cơ hội của nàng. Thiên Lan Không đi đến bên cạnh Dương Diệp, ngồi xổm xuống, tay phải dán lên bụng Dương Diệp, bởi vì sợi hồn phách ở trong cơ thể Dương Diệp là của nàng, bởi vậy nàng rất nhanh liền phát hiện hồn phách của mình ở vị trí này. Không do dự, một cỗ hấp lực truyền ra, hai sợi hồn phách trong cơ thể Dương Diệp phảng phất như nghe được nàng triệu hoán, lập tức run lên kịch liệt, muốn lao ra cơ thể Dương Diệp, cảm giác được một màn này, Thiên Lan Không vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp xoay tròn thoáng một phát, lập tức hai sợi hồn phách yên tĩnh trở lại, mặc kệ Thiên Lan Không triệu hoán như thế nào cũng không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lan Không nhíu mày, nàng lại thử. Nhưng không có động tĩnh. Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt của Thiên Lan Không dần dần lạnh như băng, một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay nàng, sau đó dao găm chĩa vào bụng Dương Diệp, hiển nhiên nàng là muốn mổ bụng Dương Diệp. Thân thể của ta rất mạnh, ngươi phải dùng lực lượng rất lớn mới có thể phá vỡ. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Chủy thủ trong tay Thiên Lan Không dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp đã mở to mắt. Cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau mấy tức, Thiên Lan Không thu hồi dao găm, đứng dậy, sau đó nói. Ta là chuẩn bị chữa thương cho ngươi, ngươi đã tỉnh, vậy ngươi tự mình giải quyết đi. Chữa thương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan Không, hắn tự nhiên không tin chuyện ma quỷ của đối phương, nếu hắn tỉnh muộn một chút, đoán chừng nữ nhân này đã mổ bụng của hắn rồi. Ngươi đã tỉnh, cũng an toàn, nên trả hồn phách cho ta. Lúc này Thiên Lan Không bỗng nhiên nói. Không được. Dương Diệp quyết đoán lắc đầu. Sắc mặt của Thiên Lan Không trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý. Ta đã xuất thủ ngươi cứu đến nơi này, ngươi còn muốn như thế nào? Dương Diệp nói. Vừa rồi ngươi muốn giết ta, đúng không? Đúng. Thiên Lan Không rất thẳng thắn. Dương Diệp nói. Ngươi xem, hiện tại thương thế của ta nặng như vậy, ở trước mặt ngươi. Căn bản không có sức hoàn thủ, nếu như trả hồn phách lại cho ngươi, ngươi nhất định sẽ trở tay một đao giết ta, ta nói đúng không? Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Dương Diệp nói. Sau khi thương thế ta khôi phục liền trả hồn phách lại cho ngươi, quyết không nuốt lời. Ngươi là trêu chọc ta sao?
Đột nhiên Thiên Lan không ngồi xổm xuống, nhìn Dương Diệp. Dùng thương thế kia của ngươi, không có 10 ngày nửa tháng, không có thiên tài địa bảo, ngươi khôi phục. Ngươi khôi phục như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không trông coi ngươi 10 ngày nửa tháng. Một ngày. Dương Diệp nói. Ngươi bảo hộ ta một ngày sau, mặc kệ tổn thương khôi phục hay không, ta đều trả lại hồn phách cho ngươi, như thế nào? Một ngày, ngươi xác định. Thiên Lan không nói. Xác định. Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, ta lại bảo hộ ngươi một ngày. Cho ta tử tinh thạch. Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, tay khẽ động, trên trăm. Viên tử tinh thạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đút giúp ta. Dương Diệp nói. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh mắt của Thiên Lan không rất bất thiện. Dương Diệp nói. Chính người nhìn xem, ta bây giờ còn có thể động sao? Hắn cũng không phải nói dối, trước kia cùng thiên sát các chủ đại chiến, huyền khí của hắn đã khô kiệt, cuối cùng lại hôn mê, bởi vậy thương thế của hắn một chút cũng không có khôi phục, không chỉ không khôi phục, còn có dấu hiệu càng ngày càng nặng. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, bộ ngực sữa phập phồng, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ tức giận. Cuối cùng nhất, nàng vẫn cầm tử tinh thạch lên đưa tới bên miệng Dương Diệp. Bởi vì nàng biết rõ, nếu như Dương Diệp không khôi phục một chút, là sẽ không trả hồn phách lại cho nàng. Dương Diệp cũng không khách khí, há mồm cắn ăn, tử tinh thạch vào bụng, vòng xoáy lập tức quay vòng, rất nhanh, tử tinh thạch hóa thành huyền khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu, cuối cùng một tia tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ tràn ra. Sau khi tử khí xuất hiện, trong cơ thể Dương Diệp tựa như đại địa hạn hán đã lâu gặp mưa to, lập tức hấp thu sạch sẽ tử khí. Mà Thiên Lan không thì phụ trách cho Dương Diệp ăn tử tinh thạch, chút ít tử tinh thạch ở bốn phía Dương Diệp cũng bắt đầu tự cháy, sau đó hóa thành linh khí dũng mãnh lao tới. Thiên cô nương, người đại thù đã báo, ngày sau ý định như thế nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái nói. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thiên cô nương, người bây giờ đã là hư giả cảnh. Xem như nhóm người mạnh nhất của thế giới này, ta muốn hỏi, dùng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá vỡ cấm chế, đi ra ngoại vực sao? Ngươi có ý tứ gì? Thiên Lan không cầm một quả tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, sau đó nói. Ngươi phá không được cấm chế của thế giới này, nhưng ta có thể. Buồn cười, ngươi. Khóe miệng Thiên Lan không nổi lên vẻ mỉa mai, đang muốn nói cái gì? Nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng cứng ngắc, cuối cùng chậm rãi biến mất, mà nàng vốn muốn nói gì cũng im bặt mà dừng. Từ khi Minh Ngục Đại Lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, vô số cường giả đều muốn phá thiên địa cấm chế, tiến về ngoại vực, nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không có người nào thành công. Thời điểm Dương Diệp nói hắn có thể, nàng phản ứng đầu tiên là buồn cười, bởi vì sự tình vô số cường giả hư giả cảnh đều làm không được, Dương Diệp làm sao có thể làm được. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, cái kia chính là, hiện tại Dương Diệp mới bán đế. Hiện tại hắn làm không được, nhưng sau này thì sao? Về sau đạt tới đế giả, đạt tới đế giả làm không được, nhưng đạt tới hư giả cảnh thì sao? Nghĩ vậy, Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, nhưng không có lên tiếng. Dương Diệp lại nói, Thiên cô nương, thế giới này là một cái lồng giam, nhốt là ai? Kỳ thật chính là những cường giả hư giả cảnh các ngươi. Vì cái gì? Bởi vì bất kể là thánh giả hay đế giả, bọn hắn ở thế giới này đều có thể tiếp tục tấn chức, có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình, tăng lên tuổi thọ của mình. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi có thể ở đây tiếp tục tăng lên sao? Không được, cái thế giới này không dung nổi các ngươi, cũng nuôi không nổi các ngươi muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải tiến về ngoại vực, ta nói đúng không? Chúng ta ra không được, ngươi cũng không nhất định có thể ra. Thiên Lan không nói xong, lại cầm một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, nhìn Thiên Lan không nói. Các ngươi là nhất định ra không được, mà ta có cơ hội đi ra ngoài. Tay Thiên Lan không nắm tử tinh thạch đưa tới miệng Dương Diệp ngừng lại, nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nhét tử tinh thạch vào trong miệng Dương Diệp nói. Ăn, ăn no rồi nhanh trả hồn phách lại cho ta. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Cùng ngươi nói cả buổi, hoàn toàn là lãng phí nước miếng a.
Bất quá Dương Diệp vẫn không có tính toán buông tha, nữ nhân này là hư giả cảnh, lại là sát thủ, nếu như có thể đạt được nàng tương trợ, sau đó hai người bọn họ liên thủ, hư giả cảnh bình thường đều có thể đơn giản miểu sát. Bất quá nữ nhân này rõ ràng không có cảm tình gì với hắn, muốn làm cho đối phương thiệt tình gia nhập kiếm minh, có chút khó. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Thiên cô nương, ta thành tâm mời ngươi gia nhập kiếm minh. Nữ nhân này là một người thông minh, cùng nàng quanh co, một chút tác dụng cũng không có, hắn quyết định nói thẳng. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái nói. Tuy ngươi giết thiên sát các chủ, nhưng còn có Nguyên gia, Dạ gia, những người này liên hợp lại, tùy tùy tiện tiện có thể xuất phái ra 10 hư giả cảnh, ta hỏi ngươi, kiếm minh ngươi có bao nhiêu hư giả cảnh? Ở trong ấn tượng của ta, giống như một gã cũng không có. Gia nhập kiếm minh ngươi, ngươi là để cho ta đi chịu chết. Nói đến đây, nàng ném tử tinh thạch vào trong miệng Dương Diệp, sau đó lại nói. Coi như kiếm minh ngươi có thể chống lại, ta cũng sẽ không gia nhập kiếm minh ngươi. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, khó hiểu. Vì cái gì? Thật muốn biết. Thiên Lan không hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp. Bởi vì ta xem ngươi khó chịu. Dương Diệp. Nhìn mình khó chịu. Dương Diệp sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói. Vì cái gì? Thiên Lan không lạnh nhạt nói. Không có vì cái gì, tóm lại, ta sẽ không gia nhập kiếm minh, sau khi thương thế ngươi lành, trả hồn phách lại cho ta, từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi không muốn rời chỗ này. Dương Diệp hỏi, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Không có ai không muốn rời đi chỗ này. Thiên Lan không nói. Ta cũng tin tưởng, về sau ngươi có cơ hội rất lớn rời đi chỗ này. Vậy vì sao ngươi không muốn gia nhập kiếm minh? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Thiên Lan không thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta không muốn thành kiếm trong tay người khác, càng không muốn nghe người ta sai xử. Hiện tại, ta chỉ muốn vì mình mà sống, minh bạch chưa? Dương Diệp trầm mặc, đối phương không gia nhập kiếm minh HC nguyên nhân thực sự có lẽ là cái này, cũng phải. Không có người nguyện ý thành kiếm trong tay người khác. Cô gái trước mắt này trước kia nghe lệnh của thiên sát các chủ, làm kiếm của đối phương, mục đích là vì báo thù, mà bây giờ, đại thù được báo, nàng hiển nhiên không muốn sống như vậy nữa. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Lý giải. Thiên Lan không nói gì, lại cầm lấy một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp, nhưng lúc này, thần sắc hai người biến đổi, bởi vì ở phía chân trời không gian đột nhiên vỡ ra. Sau đó một bàn tay từ trong đó chui ra, cuối cùng rơi về phía hai người. Thiên Lan không nhíu mày, chủy thủ trong tay hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời, tốc độ của bạch quang cực nhanh, lập tức đâm vào trường ấn. Oanh! Phía chân trời vang lên tiếng nổ lớn, vô số năng lượng tầng tầng khuếch tán, không gian không ngừng kích động. Đi! Phía dưới, Thiên Lan không kéo Dương Diệp, vác hắn ở trên lưng, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Chạy đi đâu? Thiên Lan không cõng Dương Diệp vừa biến mất tại nguyên chỗ, một giọng nói vang lên, sau đó một bàn tay khô gầy chui ra, chào tới Dương Diệp cùng Thiên Lan không, trong lòng bàn tay có hấp lực cường đại, xa xa tốc độ của Thiên Lan không cùng Dương Diệp lập tức chậm lại. Trong mắt Thiên Lan không hiện lên vẻ hung ác, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xoay chuyển, không gian phía sau nàng bắt đầu vặn vẹo, không gian vặn vẹo, hấp lực lập tức biến mất, nhân cơ hội này, thân hình Thiên Lan không khẽ run lên. Trực tiếp chui vào trong không gian. Hai người vừa biến mất, một lão giả áo xám xuất hiện, sau khi lão giả áo xám xuất hiện, đám người Dạ Danh cũng theo sát tới. Vừa rồi người nọ là nữ sát thủ của thiên sát các. Dạ Danh trầm giọng hỏi. Nguyên lão nhíu mày. Dương Diệp trọng thương, nàng bảo hộ hắn. Làm sao có thể? Dạ Danh cả kinh nói. Nàng làm sao có thể đi theo Dương Diệp, chẳng lẽ nói. Thiên sát các chủ cùng Dương Diệp đã đạt thành hiệp nghị. Thiên sát các bọn hắn đứng ở bên Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người đều biến sắc, nếu như thiên sát các đảo hướng Dương Diệp, chuyện kia liền phiền toái. Một mình Dương Diệp cũng đã rất khủng bố, nếu như tăng thêm thiên sát các âm thầm tương trợ, đừng nói giết Dương Diệp, bọn họ có thể sống trở về hay không cũng là vấn đề. Phải biết, tuy bên bọn hắn nhiều người, nhưng thiên sát các sẽ không cùng bọn họ chính diện đối kháng. Thiên sát các chơi là ám sát a. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên lão. Nguyên lão trầm giọng nói. Việc này có kỳ quặc,
Thiên sát các là một tổ chức có nguyên tắc, bọn hắn sẽ không dễ dàng đào ngũ, tóm lại, trước mặc kệ việc này rồi, truy, nếu như nữ tử kia tiếp tục bảo hộ Dương Diệp, ngay cả nàng cũng giết. Thanh âm rơi xuống, thân hình Nguyên lão khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng vội vàng đi theo. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Thiên Lan không cóng Dương Diệp một đường chạy như điên. Tuy trong cơ thể Dương Diệp đã có một ít huyền khí, nhưng đó căn bản không đủ, bởi vì hắn bị thương thật sự quá nặng. Có thể nói, lúc này toàn thân hắn đều là tổn thương, không có một chỗ tốt, kể cả trong cơ thể. Những tổn thương này, ít nhất cần hắn ít nhất 4 năm thành huyền khí mới có thể triệt để chữa trị, nhưng muốn khôi phục 4 năm thành huyền khí, lại phải 2-3 canh giờ, mà hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bây giờ ngươi rất cao hứng đúng không? Lúc này Thiên Lan không đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nói. Bọn hắn phát hiện ta cùng ngươi chung một chỗ, hơn nữa ta còn cứu ngươi, hiện tại bọn hắn khẳng định đã cho rằng ta và ngươi là một đám, ngươi thành công kéo ta xuống nước, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Một đám liền một đám. Dương Diệp nói. Thiên cô nương, ngươi yên tâm, chờ thương thế của ta tốt lên, ta cùng ngươi liên thủ giết sạch bọn hắn. Câm miệng. Thiên Lan không phẫn nộ quát. Dương Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bán mạng cho ngươi. Dù sao một ngày sau, mặc kệ ngươi thế nào, cũng phải trả hồn phách lại cho ta, bằng không thì, mọi người cùng nhau đồng quy vô tận. Nếu như ngươi cảm thấy ta không dám, đại khái có thể thử xem. Dương Diệp thấp giọng thở dài nói. Thiên cô nương, ta không có ý tứ để ngươi bán mạng cho ta chỉ cảm thấy, hiện tại bọn hắn đã coi ngươi là địch nhân, chúng ta liên thủ, đối với ta ngươi đều có lợi, ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng. Có lợi với ta, ly khai thế giới này. Buồn cười, ly khai thế giới này, là người vẽ một cái bánh này nhìn thấy được, nhưng ăn không được, mà trong lúc này, ta phải bán mạng cho ngươi, giúp ngươi giết người, nghe người sai xử. Chủ ý này của ngược rất tốt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta đổi lại phương thức là được, chúng ta có thể hợp tác, ngươi giúp ta, sau đó có thể đưa ra điều kiện của ngươi, như thế nào? Không. Thiên Lan không nói. Vẫn là câu nói đó, một ngày sau, người ta đường ai nấy đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Người ý đã quyết, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Sớm nên như thế. Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Dương Diệp cũng không nói nhảm, lấy ra tử tinh thạch tiếp tục nuốt, hiện tại với hắn mà nói, mau chóng khôi phục thương thế, khôi phục huyền khí mới là trọng yếu nhất. Vì cái gì bọn hắn có thể tìm được chúng ta? Dương Diệp đột nhiên hỏi. Tuy lúc trước hắn không dùng kiếm vực ẩn nấp khí thức của mình, nhưng Thiên Lan không lại dùng thần thông không gian ngăn cách khí thức. Theo đạo lý mà nói, đối phương không thể tìm được bọn hắn mới phải, bởi vì thần thông ngăn cách khí thức của Thiên Lan không cũng rất mạnh. Phải biết nếu như không phải hắn có kiếm vực, hắn cũng phát hiện không được đối phương. Đừng khinh thị bất luận kẻ nào, đặc biệt là người ẩn vực. Thiên Lan không trầm giọng nói. Còn có Nguyên lão quái kia, đối phương là lão quái vật chính thức, thủ đoạn tự nhiên không ít, hơn nữa bọn hắn có 7 người, đều là hư giả cảnh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, phương viên nghìn vạn dặm đều ở trong thần trí của bọn hắn, chỉ cần chúng ta hơi lộ ra một tia sơ hở, bọn hắn sẽ lập tức phát hiện, càng không cần phải nói trước kia các ngươi đại chiến, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nói cũng đúng. Hiện tại ngươi có biện pháp gì không? Ta mang theo ngươi trốn, chạy trốn tới ngày mai, sau đó ngươi trốn của ngươi, ta trốn của ta. Thiên Lan không nói. Dương Diệp. Thiên Lan không thật không nói dối, nàng quả nhiên mang theo Dương Diệp không ngừng trốn, hiển nhiên thật sự tính toán đợi thời gian vừa đến, sẽ cùng Dương Diệp mỗi người đi một ngả. Dương Diệp lắc đầu, cũng không nói gì. Dưa hái xanh không ngọt, đối phương đã không muốn hợp tác với hắn. Tiếp tục nói cũng không có ý gì rồi. Thiên Lan không mang theo Dương Diệp một đường chạy như điên, tuy công phu ẩn nấp của Thiên Lan không tệ, nhưng vẫn có nhiều lần thiếu chút nữa bị đám người Nguyên lão ngăn lại, cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Tổn thương của Dương Diệp cũng đang nhanh chóng khôi phục, cho tới bây giờ, thương thế của hắn đã khôi phục 3-4 thành, bất quá trong cơ thể hắn lại không có huyền khí, bởi vì huyền khí đã bị hắn lấy ra chữa thương. Bởi vậy hắn như trước để cho Thiên Lan không cõng hắn. Không có biện pháp, tốc độ bây giờ của thua Thiên Lan không vạn giảm.
Lại qua 5 canh giờ, lúc này tổn thương trên người Dương Diệp đã cơ bản không có trở ngại, hiện tại hắn chủ yếu là khôi phục huyền khí, bởi vì lúc trước huyền khí đều bị lấy ra chữa thương, bởi vậy lúc này trong cơ thể hắn như trước một giọt huyền khí cũng không có. Bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần rồi. Thiên Lan không trầm giọng nói. Một canh giờ, cho ta một canh giờ. Dương Diệp nói. Thiên Lan không trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thương thế của ngươi đã khôi phục. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức nói. Đã không sai biệt lắm. Dương Diệp nói xong, hắn rõ ràng cảm thấy thân thể mềm mại của Thiên Lan không có chút dừng lại. Qua một hồi lâu, Thiên Lan không lại hỏi. Ngươi có phải bất tử thể trong truyền thuyết hay không? Không phải. Dương Diệp nói. Ta chỉ là huyền khí đặc thù, cho nên chữa thương có thể nhanh như vậy. Thì ra là thế. Thiên Lan không khẽ gật đầu. Hai người cũng không có nói chuyện, cứ như vậy một lúc lâu sau, Thiên Lan không ngừng lại, Dương Diệp rất tự giác, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Thiên Lan không. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng không nói nhảm, tay phải vung lên, hai sợi hồn phách xuất hiện ở trước mặt Thiên Lan không. Thấy Dương Diệp dứt khoát như thế, Thiên Lan không nhìn không được nhìn Dương Diệp một cái, bất quá nàng không nói gì, tay khẽ vẫy, hai sợi hồn phách lập tức chui vào trong cơ thể nàng. Hồn phách vào cơ thể, cả người Thiên Lan không thoạt nhìn tinh thần hơn không ít. Thiên Lan không hít sâu một hơi, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Gặp lại, không, vĩnh viễn đừng gặp. Nói xong, nàng không ngừng chút nào, quay người tự biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhún vai, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, trầm ngâm một cái chớp mắt, cả người hắn hư không tiêu thất. Dương Diệp vừa biến mất, một đạo quang ảnh lóe lên. Rất nhanh, năm đạo quang ảnh theo sát hiện lên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp lại xuất hiện ở vị trí nguyên lai. Hiện tại hắn không chỉ lĩnh ngộ không gian thần thông, còn có kiếm vực, song trọng ẩn nấp, coi như là Thiên Lan không cũng không bằng hắn, bởi vậy đám người nguyên lão căn bản không có phát hiện hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, nhíu mày, bởi vì phương hướng những người này truy đúng là phương hướng Thiên Lan không rời đi. Do dự một chút. Thân hình Dương Diệp khẽ động, lặng lẽ đi theo. Nguyên lão quái, các ngươi không truy theo Dương Diệp, đến truy ta làm cái gì? Phía chân trời, Thiên Lan không nhìn đám người nguyên lão trước mặt, trầm giọng nói. Khi phát hiện bọn người nguyên lão quái không có đi truy Dương Diệp, mà đến truy nàng, nàng không có tiếp tục chạy. Bởi vì nàng cảm giác mình cần phải nói tinh tường, mình cùng Dương Diệp đã không có vấn đề gì, nàng cũng không muốn mình trở thành công địch của ấn vực. Càng không muốn bị 6-7 tên cường giả hư giả cảnh đuổi giết. Ánh mắt nguyên lão rơi vào trên người Thiên Lan không, trong mắt bình tĩnh. Ta có một chuyện không rõ, vì sao người phải tương trợ Dương Diệp? Việc này, ta thật sự không nghĩ ra. Hiện tại ta cùng hắn đã không có vấn đề gì. Thiên Lan không nói. Nguyên lão nói. Không có vấn đề gì. Ha ha, không có vấn đề gì mà trước đó ngươi dốc sức liều mạng cứu hắn như vậy. Các hạ. Thiên sát các ngươi ở ẩn vực xưa nay rất có danh dự, nhưng lần này các ngươi không chỉ không hoàn thành lời hứa của mình, trái lại còn giúp đối phương, như vậy không tốt lắm đâu. Thiên Lan không trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Đây là mệnh lệnh của các chủ, nếu ngươi có nghi vấn, có thể đi tìm các chủ. Những người trước mắt này còn không biết thiên sát các chủ đã vẫn lạc, nàng hết thảy đều đổ lên trên người thiên sát các chủ, cũng có thể dùng thiên sát các chủ trấn nhiếp những người này. Thiên sát các chủ. Nguyên lão cười khẽ một tiếng nói. Ta rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên, Dương Diệp đến tột cùng dùng cái gì, vậy mà làm cho thiên sát các ngươi không tiếc buông tha cho nguyên tắc cùng tín dự của mình đến giúp hắn. Cái này cùng ta không quan hệ, hiện tại ta cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào, nếu như các ngươi muốn giết hắn, cho dù đi, thiên sát các ta cũng sẽ không tương trợ hắn. Thiên Lan không nói. Nguyên lão nhìn Thiên Lan không nửa ngày. Sau đó nói, giết, đám người dạ danh nao nao, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới nguyên lão sẽ làm như vậy, bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch vì sao làm như vậy rồi. Thiên sát các vốn là uy hiếp của bọn họ, hiện tại thiên sát các lại công nhiên tương trợ Dương Diệp, đây không thể nghi ngờ là không để bọn họ vào mắt, hơn nữa coi bọn hắn là địch nhân. Thiên sát các đã lựa chọn làm địch nhân của bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, thiên sát các đã chết một hư giả cảnh. Nếu như nữ nhân trước mắt này cũng chết,
như vậy thiên sát các chỉ thừa một gã hư giả cảnh, khi đó, uy hiếp của thiên sát các đối với bọn hắn tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Còn nữ nhân trước mắt này nói về sau thiên sát các sẽ không giúp Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên là không tin, cũng không dám tin, vạn nhất ngày sau thiên sát các ở sau lưng chọc dao găm, cái kia đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một ác mộng. Một mũi tên đột nhiên bắn về phía thiên lan không, tốc độ của mũi tên cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt thiên lan không. Ngưng cố. Một lão giả quát, rất nhanh, ba lão giả ngay ngắn xuất thủ, không gian chung quanh thiên lan không bị áp xúc. Bọn hắn rất kiêng kỵ công pháp ẩn nấp của thiên sát các, bởi vậy vừa ra tay là trực tiếp phong ấn không gian, không biết ngươi ẩn nấp như thế nào, chỉ cần ngươi ở trong phạm vi ngàn dặm, thì tuyệt đối không thể vô thanh vô tức ẩn nấp, về phần xuyên toa không gian đào tẩu càng không thể nào. Ba hư giả cảnh gia cố không gian, cũng không phải người bình thường có thể đơn giản phá vỡ. Không gian gia cố, lại một lão giả bước về phía trước một bước, sau đó bấm tay điểm một cái, một chùm tia sáng kích bắn ra, mục tiêu tự nhiên là thiên lan không. Trong tràng, chỉ có nguyên lão không xuất thủ. Xa xa, nhìn thấy đám người nguyên lão xuất thủ, sắc mặt của thiên lan không cực kỳ khó coi, hiển nhiên nàng không nghĩ tới mình bỏ qua Dương Diệp, hơn nữa cam đoan không tương trợ Dương Diệp, những người này còn không buông tha nàng. Bất quá nàng thoáng qua liền hiểu. Những người trước mắt này nguyên bản không có hảo cảm với thiên sát các, hiện tại chỉ sợ là muốn thừa cơ hội này giải quyết nàng, suy yếu thực lực của thiên sát các. Một thế gia, hoặc một tông môn không dám động thủ với thiên sát các, nhưng những thế gia cùng tông môn này toàn bộ liên hợp lại, đừng nói một thiên sát các, dù hai cái thiên sát các bọn hắn cũng sẽ không sợ. Thiên lan không tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bàn tay như ngọc trắng khẽ nhúc nhích, một thanh dao găm thoáng hiện. Sau đó hai tay nàng giơ dao găm lên bổ một phát. Keng! Mũi tên bị đánh bay, mà bản thân thiên lan không cũng bị chấn liên tục lui lại, nhưng tay của nàng lại không có đình chỉ. Hai tay nắm lấy dao găm mạnh mẽ nhảy lên, bởi vì một chùm tia sáng đã đi tới trước mặt nàng. Dao găm nghiêng nghiêng chém xuống, lập tức vang lên một âm thanh nổ vang. Bành! Thiên lan không bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng còn không có lui vài bước. Thân thể của nàng phảng phất như đập lấy bức tường, cả người ngừng lại, sau đó một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Nàng là sát thủ, bổn sự che giấu ám sát rất mạnh, nhưng chính diện giao thủ, khả năng còn không bằng hư giả cảnh bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nàng không có biện pháp che giấu, bởi vì hiện tại không gian chung quanh nàng đã bị gia cố, nếu như là một cường giả hư giả cảnh gia cố, lấy tạo nghệ không gian của nàng. Muốn phá vỡ không gian hoặc dung nhập không gian là chuyện dễ dàng, nhưng hiện tại, là ba tên cường giả hư giả cảnh gia cố. Tuyệt lộ. Chiến không lại, trốn không thoát, cái này tự nhiên là tuyệt lộ. Lúc này, xa xa mười mấy chùm tia sáng phân biệt từ góc độ khác nhau kích xạ về phía nàng, cùng lúc đó, khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh tựa như trăm tòa đại sơn đặt ở trên người nàng. Trong mắt thiên lan không có một tia buồn bã, nguyên bản. Thiên sát các chủ bị giết, nàng cảm giác về sau mình không cần sống vì người khác, cũng không cần nghĩ báo thù, có thể tự do, có thể đi làm sự tình mình muốn. Nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho nàng biết, vừa vào giang hồ chính là không có đường lui. Tuy biết rõ là tuyệt lộ, thiên lan không muốn ngồi chờ chết, nhưng khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh áp chế, dao găm của nàng giống như nàng ngàn cân, tuy vẫn có thể huy động, nhưng tốc độ chậm không biết bao nhiêu lần. Suy suy suy, trong chốc lát, thiên lan không bị chùm tia sáng bao phủ, cùng lúc đó, một mũi tên đột nhiên lóe lên, sau đó chui vào trong chùm tia sáng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi, nguyên lão thò tay về phía trước tìm tòi, một bàn tay khổng lồ thoáng hiện, chảo tới vị trí của thiên lan không. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên lan ra, sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh lập tức bị phá hủy. Những tia sáng bao phủ thiên lan không đã bị đánh tan, cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở trong trang, sau đó đâm về phía bàn tay khổng lồ của nguyên lão. Oanh! Dao găm hóa thành hư vô, mà lúc này, lại một quyền ấn xuất hiện, quyền ấn oanh về phía bàn tay khổng lồ của nguyên lão. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, trong trang lập tức bộc phát ra tiếng nổ lớn, không gian chung quanh run lên kịch liệt, sau đó rạn nứt ra. Nguyên gia, ha ha! Dương Diệp đã gia nhập thiên sát các ta, hiện tại hắn đã tiến vào ẩn vực, ta khuyên các ngươi vẫn là trở lại xem từng gia tộc cùng tông môn của các ngươi đi,
miễn cho sau khi trở về, bầy ở trước mặt các ngươi đều là thi thể. Một thanh âm có vẻ khàn khàn vang vọng, rất nhanh, một nam tử mặc hắc bào, đeo mặt nạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, bất quá chỉ kinh hồng thoáng hiện, bởi vì nam tử đeo mặt nạ này trực tiếp mang theo thiên lan không chui vào không gian trước mặt bọn họ. Sắc mặt đám người nguyên lão cực kỳ khó coi, hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới thiên sát các thật sự đào ngũ về phía Dương Diệp, hơn nữa còn giúp Dương Diệp đối phó bọn hắn. Thiên sát các không chỉ có sát thủ hư giả cảnh, bọn hắn còn có rất nhiều sát thủ đế giả cùng thánh giả, những sát thủ này đối với bọn họ không có uy hiếp quá lớn gì, nhưng đối với đệ tử trong tộc cùng tông môn lại là uy hiếp to lớn. Truy không? Dạ Danh nhìn về phía nguyên lão. Sắc mặt nguyên lão âm trầm, trong mắt lạnh như băng, cho người một cỗ hàn ý. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói. Dương Diệp này tuyệt đối không thể sống, mà chúng ta cùng hắn cũng không có khả năng hòa giải, đối với chuyện này, có lẽ mọi người không có dị nghị a. Mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Hiện tại Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ, nếu để cho hắn đạt tới đế giả hoặc hư giả cảnh, như vậy còn được sao? Mà bọn họ cùng Dương Diệp tầm đó, đã là người chết ta sống, dù Dương Diệp nguyện ý hòa giải, bọn hắn cũng không muốn, bởi vì một khi hòa giải, Dương Diệp tất nhiên sẽ phi tốc phát triển, một khi hắn lớn lên, sau đó trả thù, cái kia chính là bọn hắn chết. Cho nên Dương Diệp tuyệt không có thể sống. Thấy mọi người gật đầu, nguyên lão lại nói. Tất cả mọi người không có ý kiến, chuyện kia liền dễ làm. Mọi người cũng nhìn thấy, thiên sát các đã đào ngũ về phía Dương Diệp, lúc này Dương Diệp còn không tính đáng sợ, nhưng thiên sát các lại thật sự có uy hiếp với chúng ta, cho nên ta quyết định trước diệt trừ thiên sát các, sau đó lại giải quyết Dương Diệp. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại trước mặc kệ Dương Diệp. Dạ Danh hỏi. Nguyên lão trầm giọng nói. Trước giải quyết thiên sát các. Ta tán thành. Lúc này, một lão giả nói. Dương Diệp lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một người, chỉ cần tiêu diệt thiên sát các, muốn giải quyết hắn, cũng không phải việc khó gì. Nếu như chúng ta vì giết hắn mà xem nhẹ thiên sát các, một khi những sát thủ kia xuất động, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Nguyên lão nhẹ gật đầu nói. Dương Diệp uy hiếp là về sau, nhưng thiên sát các uy hiếp là hiện tại, chúng ta trước giải quyết uy hiếp trước mắt, về phần Dương Diệp kia, thiên sát các chủ không phải nói hắn đã đi ẩn vực sao. Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tới bắt rùa trong hũ, để cho hắn có đi không về, thuận tiện cùng một chỗ giải quyết. Thanh âm rơi xuống, nguyên lão vung tay lên nói. Trở lại ẩn vực. Mọi người nhẹ gật đầu, cùng nguyên lão biến mất ở trong tràng. Bên ngoài vài chục vạn dặm, trên một bãi đất trống, thiên lan không nằm trên mặt đất, quần áo tàn phá, xuân quang thiết ra ngoài, ở vị trí trước ngực nàng, cắm một mũi tên màu vàng, trừ đó ra, địa phương còn lại cũng khắp nơi đều là tổn thương. Đã nói không thấy nhưng lại gặp mặt, có bất ngờ hay không? Có kinh hỉ không? Có hưng phấn không? Có kích động không? Kỳ thật trước kia cứu thiên lan không, Dương Diệp là có do dự, bởi vì loại tình huống đó, một cái sơ sẩy, hắn không chỉ không người cứu được, mình cũng có khả năng góp vào. Sáu cường giả hư giả cảnh, trong đó một gã là lão quái vật, loại đội hình này, dùng thực lực của hắn bây giờ căn bản không cách nào chống lại. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn cứu, sở dĩ lựa chọn mạo hiểm cứu thiên lan không, hai nguyên nhân, thứ nhất, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, những người ấn vực kia không buông tha thiên lan không, coi thiên lan không là địch nhân, đổi lại góc độ nghĩ, đó chính là hắn cùng thiên lan không có chung địch nhân, có chung địch nhân, dĩ nhiên là có cơ hội hợp tác rồi. Nguyên nhân thứ hai, chính là hắn phải dẫn dắt lực chú ý của những người kia, nếu để cho những người kia truy hắn không thả, dù đối phương đuổi không kịp hắn, nhưng hắn cũng không có thời gian làm sự tình khác, hiện tại hắn nhất định phải có thời gian thở một hơi. Cho nên hắn phải chuyển di lực chú ý của những người này, chuyển dị đi nơi nào. Tự nhiên là chuyển rời đến thiên sát các. Phải biết, những người ấn vực này không biết thiên sát các chủ đã vẫn lạc, cho nên so sánh với hắn, thiên sát các đối với những người ấn vực này uy hiếp càng lớn. Mà hắn thành công rồi. Trong trang, thiên lan không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Nàng tự nhiên là không nói chuyện, bởi vì không có gì để nói. Cầu Dương Diệp cứu nàng. Nàng mở miệng không được, trước kia nàng cùng Dương Diệp phân biệt, nàng nói vĩnh viễn không thấy mà bây giờ lại gặp mặt, hơn nữa phương thức gặp mặt không hay ho chút nào, lúc này trong nội tâm thiên lan không cực kỳ phức tạp. Dương Diệp liếc thiên lan không,
không thể không nói, dáng người của Thiên Lan không rất tốt, tăng thêm lúc này xuân quang tiết ra ngoài, mảng lớn da thịt bạo lộ trong không khí, đặc biệt là bộ ngực sữa như ẩn như hiện, thật sự là có xung kích thị giác. Chưa thấy qua nữ nhân. Thấy Dương Diệp dò xét mình, sắc mặt Thiên Lan không lạnh lẽo nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không, cười nói. Thiên cô nương, ta cởi quần háo ngươi ra, ngươi không ngại chứ? Nghe vậy, Thiên Lan không nhíu mày, trong mắt sát ý thoáng hiện, bàn tay như ngọc trắng của nàng hơi động một chút, một than DH dao găm xuất hiện ở trong tay, nhưng đúng lúc này, tay Dương Diệp lại đặt ở trên tay của nàng, cười nói. Thiên cô nương, hiện tại thương thế của ngươi vô si cùng nghiêm trọng, tốt nhất là đừng dùng huyền khí và lực lượng, bằng không thì, ngươi sẽ chết đấy, dù sao ngươi cũng không có thân thể cường đại như ta. Tay bị Dương Diệp đè lại, tay của Thiên Lan không thể động đậy, nàng nhìn Dương Diệp, biết rõ bây giờ mình không có năng lực phản kháng, khóe miệng nổi lên mỉa mai. Ta chú ý thì sao? Hiện tại, đừng nói cởi y phục của ta ra, dù ngươi cưỡng gian, ta cũng không có lựa chọn, không phải sao? Dương Diệp nhìn Thiên Lan không, cười nói. Vậy ta cởi ra, đây chính là ngươi đồng ý đấy. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp không có để ý Thiên Lan không, ánh mắt rơi vào trước ngực nàng, không thể không nói, Thiên Lan không tổn thương rất nặng, đặc biệt là mũi tên ở trước ngực, lúc này trong đó còn đang không ngừng tản ra năng lượng yếu ớt, phá hư lấy thân thể của Thiên Lan không, ngoại trừ trước ngực, ở bụng cùng với eo đều có mấy lỗ máu này đã xuyên thủng cả người nàng. Tóm lại, lúc này toàn thân Thiên Lan không đều là tổn thương, đương nhiên, so với hắn lúc trước thì kém xa. Tuy cường giả hư giả cảnh có thể tự mình chữa thương, nhưng cái kia phải xem là tổn thương gì, bị cường giả hư giả cảnh kích thương, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể chữa trị. Ánh mắt Dương Diệp rơi vào mũi tên trước ngực Thiên Lan không, vị trí mũi tên vừa vặn ở giữa bộ ngực sữa, bởi vì bộ ngực sữa của Thiên Lan không quá lớn, cái này để cho mũi tên thoạt nhìn như bị kẹp chặt. Tay Dương Diệp nắm mũi tên nói, thứ này quá vướng bận, ta muốn nó nhổ, người không có ý kiến à. Thiên Lan không nói gì, gắt gao nhìn Dương Diệp, phảng phất như muốn dùng ánh mắt giết chết Dương Diệp. Không nói lời nào là ngươi đồng ý à. Dương Diệp nói xong, tay hơi dùng sức. Xuy, mũi tên bị rút ra, một tia máu tươi từ trước ngực Thiên Lan không phun tới, nhưng lông mày của Thiên Lan không có nhăn thoáng một phát. Nàng là sát thủ, có thể đi tới hôm nay, tổn thương nghiêm trọng hơn lần này, rất nhiều. Dương Diệp ném mũi tên qua một bên. Sau đó nhìn về phía Thiên Lan không nói. Hiện tại ta muốn cởi quần áo của ngươi, ngươi không có ý kiến chứ? Ngươi muốn cởi thì cởi, nói nhảm cái gì? Thiên Lan không cả giận nói. Tay Dương Diệp đặt ở trước ngực Thiên Lan không nói. Ta cởi thật a hát. Cởi ra, nhanh cởi ra. Thiên Lan không chừng Dương Diệp, cơ hồ giống lên. Trước nữ nhân dài dòng như vậy, ngươi là nam nhân sao? Ngươi là nam nhân sao? Dương Diệp hiển nhiên không ngờ Thiên Lan không kích động như vậy, lập tức nao nao, hắn phục hồi tinh thần lại thốt ra. Ta đương nhiên là nam nhân. Nam nhân. Khóe miệng Thiên Lan không tràn đầy mỉa mai. Là nam nhân ngươi dài dòng cái gì? Là nam nhân ngươi. Xùy. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên bấm tay vẽ một cái, quần áo trước ngực Thiên Lan không bị cắt ra, quần áo vừa mở ra, hai bầu ngực rung rinh, hơn nữa còn nhộn nhạo một hồi, có chút đồ sộ. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không, nhún vai nói. Lúc này ngươi tin chưa? Thiên Lan không gắt gao nhìn Dương Diệp, nhưng trong mắt lại cực kỳ bình tĩnh, bất quá rất nhanh, hai mắt nàng chậm rãi đóng lại, một bộ mặc quân bài bố. Tuy mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng huyết dịch cùng huyền khí trong cơ thể nàng lại lặng yên phát sinh biến hóa rất nhỏ. Thời gian từng chút trôi qua, đi qua một hồi lâu, Thiên Lan không nhíu mày, bởi vì Dương Diệp giống như không có động tĩnh, nàng mở mắt. Lúc này Dương Diệp đang nhìn về phía nàng, Dương Diệp chỉ trước ngực của nàng nói. Quá lớn, ta nói miệng vết thương. Thiên Lan không cắt đứt Dương Diệp, âm thanh lạnh lùng nói. Đàn ông các ngươi không phải ưa thích lớn sao? Lớn như vậy, ngươi nhất định không có sợ qua. Tới, hôm nay ngươi có thể sợ thoải mái. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không, cười nói. Ngươi thật dễ nói chuyện, đã như vậy, ta liền không khách khí. Nói xong. Tay trái hắn vò lên ngực trái của Thiên Lan không. Mềm, co giãn, lớn. Đây là cảm giác của Dương Diệp lúc này, thu liễm tâm thần,
Tay trái của Dương Diệp có chút dùng sức, lòng bàn tay rời đi, sau đó tay phải điểm vào vết thương trước ngực Thiên Lan Không, sau đó tử khí từ trong ngón giữa thẩm thấu ra, chui vào trong cơ thể nàng. Bàn tay như ngọc trắng của Thiên Lan Không nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, chờ đợi thời khắc nào đó tiến đến, ở trong cơ thể nàng, huyết dịch cùng huyền khí còn sót lại bắt đầu chuyển động, chỉ cần Dương Diệp tiến vào trong cơ thể nàng, nàng có 100% nắm chắc mang theo Dương Diệp thần hồn câu diệt. Nhưng một khắc trong tưởng tượng kia không có đến, ngược lại trước ngực đột nhiên xuất hiện một cỗ năng lượng nhu hòa, thời điểm cỗ năng lượng này xuất hiện ở trong cơ thể, nàng kinh ngạc phát hiện, ngũ tạng, kinh mạch còn có cốt cách trong cơ thể nàng nguyên bản bị hao tổn, ở thời khắc này vậy mà đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lan Không nhíu mày, nàng mở mắt, lúc này Dương Diệp đang ngó chừng trước ngực nàng, bất quá trong mắt Dương Diệp rất bình tĩnh, không có một chút tà dâm, mà cổ năng lượng trong cơ thể nàng, là từ trên tay Dương Diệp truyền vào. Thiên Lan Không sửng sốt một hồi lâu, mới nói. Ngươi cởi y phục của ta ra, là vì chữa thương. Dương Diệp thản nhiên nhìn Thiên Lan Không nói. Bằng không thì ngươi cho rằng sẽ làm gì? Nói đến đây, con mắt của Dương Diệp đột nhiên trợn to. Ngươi, trời ạ, ngươi không phải là muốn ta làm cái kia với ngươi chứ? Chậc chậc, tư tưởng của ngươi quá không thuần khiết, thậm chí là có chút xấu xa, ta khinh bỉ ngươi. Dương Diệp, ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ tựa như dã thú phẫn nộ vang vọng, trong thanh âm còn mang theo một tia xấu hổ và giận dữ. Qua hồi lâu, trong chàng khôi phục lại bình tĩnh. Theo tử khí chữa trị, sắc mặt của Thiên Lan Không nguyên bản tái nhợt đã bắt đầu hồng nhuận phơn phớt, ngũ tạng cùng gân cốt bị trọng thương cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đây là huyền khí gì? Thiên Lan Không hỏi, không có bởi vì lúc này mình trần trụi mà ngượng ngùng hay không khỏe. Kỳ thật nàng là vò đã mẻ không sợ sứt, sợ cũng sợ qua, còn sợ bị xem sao. Bí mật. Dương Diệp nói. Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp một cái, trầm mặc hồi lâu, nàng lại nói. Tại sao phải cứu ta? Tay phải Dương Diệp rời đến phần bụng của Thiên Lan Không, sau đó tử khí tuôn vào lỗ máu, nhưng tay trái hắn lại không có thu hồi, không ngừng xoa nắn, đoán chừng là quên rồi. Dương Diệp nói. Thiên cô nương, địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại chúng ta có cùng chung địch nhân, cho nên ta cảm thấy chúng ta nên hợp tác, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ta không chịu thì sao? Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nói. Không sao cả, ta cũng không thể giết ngươi a. Nói thật, Thiên Lan Không hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta không hợp tác với ngươi. Thiên Lan Không nói. Chỉ cần ta che giấu, bọn hắn tìm không thấy ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan Không, trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Tùy ngươi vậy. Nói xong tay hắn đi tới eo của Thiên Lan Không. Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Qua không sai biệt lắm 15 phút, Dương Diệp thu hồi tay phải, giống như nghĩ tới điều gì, tay trái hắn cũng thu về, sau đó lấy ra một bộ trường bào trùm lên trên người Thiên Lan Không nói. Thiên cô nương, tổn thương trong cơ thể ngươi cơ bản đã không có trở ngại, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ. Ngươi đây là đang lạt mềm buộc chặt sao? Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan Không nói. Thiên cô nương. Ta quả thật rất muốn đạt được trợ giúp của ngươi, nhưng với ta mà nói, không làm gì ta và ngươi sẽ chết. Ngươi hiểu chưa? Nói xong, Dương Diệp quay người, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Mấy tức sau, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn lại, Thiên Lan Không lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Có một vấn đề. Thiên Lan Không nói. Nói. Dương Diệp nói. Kỳ thật chữa thương. Căn bản không cần cởi quần áo, đúng không? Thiên Lan Không nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Thiên Lan Không không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp, đợi Dương Diệp trả lời. Dương Diệp kinh ngạc nói. Ngươi đuổi theo là hỏi cái này. Phải. Thiên Lan Không nói. Dương Diệp đột nhiên phẫn nộ lên. Thiên cô nương, ngươi đây là đang hoài nghi nhân phẩm của ta sao? Ta là loại người dậu đổ bìm leo sao? Ta là loại. Phải. Thiên Lan Không trực tiếp cắt đứt Dương Diệp. Dương Diệp. Thiên Lan Không đi tới trước mặt Dương Diệp, hai người cách có chút gần, đều có thể nghe được hô hấp lẫn nhau. Nàng nhìn Dương Diệp nói. Đã dám xem, đã dám sờ, chẳng lẽ còn không dám thừa nhận sao?
Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Có quần áo trở ngại, huyền khí không dễ tiến vào trong cơ thể ngươi, vì để cho thương thế của ngươi nhanh khôi phục hơn, cho nên. Nhưng không cởi quần áo cũng có thể để cho huyền khí tiến vào trong cơ thể, là ý tứ này sao? C. Thiên Lan không hỏi. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không nửa ngày, sau đó nói. Được rồi, ta là cố ý đấy. Hắn xác thực là cố ý, sở dĩ làm như vậy, cũng không có ý nghĩ hạ lưu gì, chủ yếu là muốn buồn nôn đối phương thoáng một phát. Nữ nhân này trước kia rất thần khí, lãng phí huyền khí chữa thương cho nàng, có thể, nhưng lại không thể quá tiện nghi nàng, cho nên có một màn trước kia. Sau khi nói xong, Dương Diệp âm thầm đề phòng, nữ nhân này là bạo tính tình, biết rõ hắn cố ý làm như vậy, không chừng sẽ động thủ. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Coi như một nam nhân. Thấy Thiên Lan không có ý tứ động thủ, Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá hắn lại không muốn để ý tới những sự tình này. Lập tức nói. Thiên cô nương, ta còn có rất nhiều sự tình phải xử lý, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi, đi một hồi, hắn ngừng lại, bởi vì Thiên Lan không đi theo. Ngươi đi theo làm gì? Dương Diệp nhìn về phía Thiên Lan không, khó hiểu. Thiên Lan không nói. Ta là người có thù tất báo, mấy lão bất tử kia thiếu chút nữa giết ta, thù này có thể nào không báo. Ta có thể hợp tác với ngươi, bất quá, chỉ là tạm thời, chờ chúng ta liên thủ giải quyết những lão bất tử kia xong, chúng ta đường ai nấy đi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩn người, sau đó đại hỉ, phải biết, hiện tại Kiếm Minh thiếu nhất đúng là giúp đỡ, đặc biệt là cường giả hư giả cảnh. Đã có Thiên Lan không trợ giúp, tuy thực lực chỉnh thể của Kiếm Minh còn không bằng ẩn vực, nhưng lại rút nhỏ chênh lệch giữa Kiếm Minh cùng ẩn vực. Chỉ là tạm thời. Thiên Lan không lại cường điệu một lần. Tốt, tạm thời. Dương Diệp cười cười, hắn biết tính tình của nữ nhân này, cậy mạnh lại sĩ diện, hắn tự nhiên không sẽ vì chút việc nhỏ ấy mà đi tranh luận với đối phương. Thiên Lan không nhìn thoáng qua Dương Diệp ý cười đầy mặt, sau đó nói. Chúng ta phải về ẩn vực. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu, hắn thật vất vả mới gạt những người kia về, hiện tại hắn đi ẩn vực, đây không phải là chui đầu vô lưới sao? Thiên Lan không nói. Thiên sát các, trong đó có 3 tên sát thủ hư giả cảnh, sát thủ đế giả cảnh 131 tên, thánh giả cảnh 327 tên, còn lại sát thủ đang huấn luyện gần ngàn tên. Mà bây giờ, thiên sát các chủ đã vẫn lạc, ta là hư giả cảnh duy nhất của thiên sát các, người minh bạch ý của ta chưa? Con mắt Dương Diệp sáng ngời, có chút hưng phấn nói. Ngươi nói là, chúng ta có thể thừa cơ hội này khống chế thiên sát các. Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói. Bất quá còn cần phối hợp của ngươi. Ta. Dương Diệp nói. Phối hợp như thế nào? Thiên Lan không nói. Tiếp tục giả mạo thiên sát các chủ. Như vậy cũng được. Dương Diệp cau mày nói. Trước kia hắn giả mạo thiên sát các chủ. Sở dĩ có thể lừa gạt những người kia, nguyên nhân chủ yếu hẳn là những người kia cũng rất ít tiếp xúc thiên sát các chủ, nhưng nếu như hắn ở thiên sát các giả mạo thiên sát các chủ, rất có thể sẽ bị vạch trần. Có thể. Thiên Lan không nói. Thiên sát các chủ rất ít tiếp xúc cấp dưới, hơn nữa dù tiếp xúc, hắn cũng mang theo mặt nạ, cho nên ngươi mang lên mặt nạ, tăng thêm ta thừa nhận, ai dám không tôn ngươi là thiên sát các chủ. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nhẹ gật đầu nói. Có thể, hoàn toàn có thể. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn, phải biết, nếu như nắm giữ thiên sát các, Kiếm Minh cùng ẩn vực chênh lệch lại thu nhỏ lần nữa, hơn nữa là thu nhỏ lại một khoảng cách to lớn. Bất quá ngươi phải hiểu rõ ràng, nếu như ngươi đi ẩn vực, một khi bọn hắn liên thủ đóng cửa kết giới ẩn vực, khi đó ngươi sẽ ra không được. Thiên Lan không nói. Ẩn vực còn có kết giới. Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói. Thời điểm đại lục tao ngộ kiếp nạn, trời giáng thần hỏa, ngày đêm không ngừng hủy diệt đại lục, vì sinh tồn, lúc ấy rất nhiều cường giả hư giả cảnh của đại lục liên thủ mở ra một thế giới, cũng chính là ẩn vực, vì ngăn cản những thần hỏa kia, chúng cường giả liên thủ bố trí một kết giới cường đại cho ẩn vực. Mấy năm gần đây, kết giới đã giải trừ, nhưng nếu như bọn hắn phong ấn lần nữa, dùng thực lực của ngươi bây giờ, là tuyệt đối ra không được. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiến vào ẩn vực. Thiên sát các, hắn không muốn buông tha. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu nói.
Vậy chúng ta đi thôi, bởi vì bọn hắn khả năng đã hạ thủ với Thiên Sát Các. Đợi một chút. Dương Diệp nói. Ân. Luyện Khôi Lỗi. Dương Diệp trầm giọng nói. Hiện tại trên người hắn có 4 thi thể hư giả cảnh, cái này hiển nhiên không thể lãng phí. Phải biết, nhiều một khôi lỗi hư giả cảnh, chênh lệch giữa kiếm minh cùng ẩn vực sẽ thu nhỏ lại không ít. Nếu như cường giả hư giả cảnh có thể tương đương ẩn vực, kiếm minh hoàn toàn có thể cùng ẩn vực chính diện sâu lâu. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bắt đầu luyện chế khôi lỗi, lần thứ nhất luyện chế khôi lỗi hư giả cảnh, Dương Diệp vẫn còn có chút khẩn trương. Dù sao cường giả hư giả cảnh cũng không phải đế giả si cảnh. Bất quá cũng may, hiện tại hắn đã đạt tới bán đế, thực lực chỉnh thể so với trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai vẫn thất bại. Lần thứ ba như trước là thất bại. Lần thứ năm vẫn thất bại. Cứ như vậy, liên tục 2 ngày, Dương Diệp toàn thất bại. Bất quá hắn không có buông tha, thất bại liền bắt đầu làm lại. Sau khi liên tục thất bại gần 9 ngày, Dương Diệp cuối cùng thành công. Nhìn khôi lỗi hư giả cảnh trước mắt, Dương Diệp thở ra một hơi, trong mắt có mỉm cười, tuy khôi lỗi kém cường giả hư giả cảnh chân chính, nhưng chênh lệch cũng không phải rất lớn. Thủ pháp luyện chế khôi lỗi của ngươi rất biến thái. Một bên, Thiên Lan không trầm giọng nói. Dương Diệp cười cười nói. Kỳ thật cũng có hạn chế, dùng tinh thần lực của ta hiện tại. Tối đa chỉ có thể khống chế 2 khôi lỗi hư giả cảnh, lại nhiều, ta sẽ qua đời. Nếu như không phải hắn tăng lên tới bán đế, đừng nói khôi lỗi hư giả cảnh, ngay cả khôi lỗi đế giải hắn cũng không thể luyện chế. Thiên Lan không nói. Có hạn chế cũng rất biến thái rồi. Khôi lỗi hư giả cảnh a, trước kia ta chưa nghe ai có thể có được khôi lỗi hư giả cảnh. Dương Diệp cười cười, bắt đầu luyện chế cỗ khôi lỗi thứ 2. Lúc này đây dùng thời gian tương đối ít. Chỉ dùng 4 ngày đã luyện chế thành công. Giống như hắn đoán trước, hiện tại 2 gã khôi lỗi hư giả cảnh đã là cực hạn của hắn, lại nhiều, tinh thần lực của hắn sẽ chịu không nổi. Dương Diệp vung tay, thu 2 khôi lỗi vào, sau đó nói. Chúng ta đi thôi, đi xem ẩn vực. Kỳ thật, dù không có Thiên Sát Các, hắn cũng sẽ đi ẩn vực, chỉ có điều không phải đi tìm phiền toái, mà là đi cứu người nhà của Vân Bán Thanh. Đi. Thiên Lan không nói xong, thân hình khẽ động, bay về phía xa. Dương Diệp lập tức đi theo. Tốc độ của 2 người cực nhanh, không đến mấy canh giờ đã đi tới cực bắc. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt xuất là một mảnh tuyết trắng. Che giấu. Thiên Lan không nói. Nơi này khả năng có nhãn tuyến của bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu, thân thể khẽ run lên, dung nhập trong không gian. Thiên Lan không cũng ẩn giấu đi. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo Thiên Lan không tiềm hành đi. Một lát sau, một vòng tròn màu xanh ra trời xuất hiện ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Cái này chính là truyền tống trận đi thông ẩn vực. Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nói. Đổi quần áo thành Thiên Sát Các các chủ, còn nữa, mang mặt nạ lên, từ hiện tại bắt đầu, ngươi là Thiên Sát Các các chủ, hiểu chưa? Tốt. Dương Diệp đổi lại áo đen, sau đó mang mặt nạ lên nói. Ngươi nói một chút sự tình về Thiên Sát Các đi, ân, là sự tình ta cần phải chú ý, đừng đến lúc đó lộ ra chân ngựa. Cao lạnh. Thiên Lan không nói. Phải cao lạnh, đừng cười tâu toét, còn nữa, uy nghiêm, bất quá điểm ấy đối với ngươi mà nói có lẽ không khó, ngươi chính là người đứng đầu một minh, trên người tự nhiên có uy nghiêm, nhưng ngươi cần tận lực phát ra, hiểu chưa? Còn gì nữa không? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nói. Còn nữa, thời điểm ngươi giả Thiên Sát các chủ, nhớ đừng có dùng kiếm cùng kiếm khí kiếm ý, chỉ có thể dùng dao găm, rõ ràng chưa? Tự nhiên, Dương Diệp nói, không thể dùng kiếm khí cùng kiếm ý, thực lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng đây là sự tình không có biện pháp, một khi sử dụng kiếm, thân phận của hắn sẽ bại lộ. Ân, không còn gì nữa, đi. Thiên Lan không nói xong, thân hình khẽ động, tiến nhập trong vòng tròn. Dương Diệp cũng vội vàng đi theo. Tiến vào khe hở, tràng cảnh chung quanh lập tức biến ảo, cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác đầu mê muội, bất quá rất nhanh, cỗ mê muội này đã biến mất. Dương Diệp mở mắt, trời xanh, mây trắng, có chút không giống minh mục đại lục. Đặc biệt là linh khí rất đầy đủ, không kém linh giới bao nhiêu. Không tốt, có mai phục. Lúc này, trong đầu Dương Diệp đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Lan không.
Dương Diệp cảm thụ thoáng một phát, sắc mặt lập tức biến đổi, bởi vì không gian chung quanh đã bị phong tỏa, mà đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Hai vị, chờ các ngươi đã lâu rồi. Thanh âm rơi xuống, bảy tên cường giả hư giả cảnh xuất hiện ở bốn phía hai người Dương Diệp. Cùng lúc đó, bảy cổ khí thế kinh khủng tràn tới. Bảy người này, đúng là đám người Nguyên Lão. Mai Phục, Dương Diệp cùng Thiên Lan không đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những người này sẽ mai phục ở đây? Có phải rất bất ngờ hay không? Xa xa, Nguyên Lão lạnh lùng nói. Ở bốn phía kết giới, trải rộng ánh mắt của Nguyên gia ta, mặc kệ người phương nào đi ra ngoài, hoặc tiến vào, Nguyên gia ta đều rõ như lòng bàn tay. Thiên Sát các chủ, Lão Phu thật sự không rõ, Dương Diệp kia đến tột cùng đồng ý ngươi chỗ tốt gì, lại làm cho ngươi không tiếc cùng chúng ta là địch. Nguyên Lão nói, Dương Diệp trấn định, bởi vì đối phương không có nhìn thấu thân phận của hắn, cho rằng hắn là Thiên Sát các chủ. Dương Diệp không có che giấu, cùng Thiên Lan không từ trong không gian đi ra. Nhìn thấy Dương Diệp cùng Thiên Lan không, thần sắc mọi người đều đề phòng, như lâm đại địch, kể cả Nguyên Lão, trong mắt cũng có vẻ đề phòng. Thiên Sát các chủ, ấn vực không có mấy người dám khinh thị, không, phải nói toàn bộ đại lục không có người dám khinh thị. Dương Diệp nhìn lướt qua đám người Nguyên Lão nói. Đương nhiên là một hấp dẫn ngay cả ta cũng không cách nào cự tuyệt. Thanh âm khàn khàn, tựa như yết hầu ngậm lấy thứ gì, cái này tự nhiên là Dương Diệp cố ý. Có chút hiếu kỳ. Nguyên Lão nói. Dương Diệp nói. Thật sự rất muốn biết. Nếu như ngươi không ngại. Nguyên Lão nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật cũng không có gì, hắn đồng ý sẽ giúp ta đột phá hư giả cảnh. Đột phá hư giả cảnh. Nghe vậy, đồng tử của đám người Nguyên Lão co rụt lại, tất cả mọi người là hư giả cảnh, mục tiêu của bọn hắn là cái gì? Là đột phá hư giả cảnh, bởi vì chỉ có đột phá hư giả cảnh, bọn hắn mới có thể tăng cường thọ nguyên, mới có thể tiếp tục sống sót, nếu như dừng lại ở hư giả cảnh, kết quả của bọn hắn chính là sẽ hóa thành một đống bụi đất. Nếu như Dương Diệp thật sự có năng lực để cho người đột phá hư giả cảnh, đạt tới cảnh giới càng cao, đừng nói Thiên Sát các chủ, dù rất nhiều người ở đây đều động tâm, không phải rất nhiều người, mà là tất cả mọi người sẽ động tâm. Nhưng điều này có thể sao? Dương Diệp có năng lực gì làm được? Trong lòng bọn họ, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, muốn đột phá hư giả cảnh, nhất định phải tiến về đại thế giới, đạt được bổn nguyên tử khí càng tinh thuần. Dương Diệp có năng lượng càng tinh thuần sao? Bọn hắn tự nhiên không tin, nhưng Thiên Sát các chủ tin tưởng. Thiên Sát các chủ là ngu xuẩn sao? Tự nhiên không phải, nói cách khác, Dương Diệp có khả năng có. Nghĩ đến điểm này, rất nhiều người không thể bình tĩnh. Chuyện cười. Lúc này, Nguyên Lão đột nhiên cười lạnh nói. Đột phá hư giả cảnh. Các hạ, người coi những lão gia hỏa chúng ta là ngu ngốc sao? Từ khi đại lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, người gặp ai đột phá hư giả cảnh? Dương Diệp có năng lực giúp người đột phá hư giả cảnh. Thật là buồn cười, hắn bất quá là một bán đế, vậy mà nói bừa có thể giúp người đột phá hư giả cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn. Càng buồn cười là, đường đường Thiên Sát các chủ, vậy mà tin tưởng chuyện ma quỷ như thế. Nói xong, tay phải hắn vung lên nói. Động thủ. Khi thấy những người chung quanh có chút động tâm, hắn thầm nghĩ không ổn, những người này đều đến từ thế gia cùng tông môn bất đồng, bọn hắn cũng không phải cấp dưới của Nguyên gia. Hiện tại sở dĩ nghe mệnh lệnh của hắn, là vì mọi người có cùng chung địch nhân. Nếu để cho những người này có ý khác, vậy đối với Nguyên gia là cực kỳ không ổn. Đương nhiên, chính yếu nhất là hắn căn bản không tin tưởng Dương Diệp có thể giúp người đột phá hư giả cảnh. Nghe Nguyên Lão nói, đám người dạ danh do dự, không muốn động thủ, tuy bọn hắn rất ngạc nhiên Dương Diệp đến tột cùng là làm sao để cho Thiên Sát các chủ tin tưởng hắn có thể giúp người đột phá hư giả cảnh. Nhưng từ trong đáy lòng, bọn hắn vẫn còn có chút không tin. Ta chứng minh cho các ngươi xem. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên bước ra một bước nói. Chứng minh hắn xác thực có năng lực giúp người đột phá hư giả cảnh. Nghe Dương Diệp nói, đám người dạ danh nguyên bản muốn xuất thủ không hẹn mà cùng ngừng lại. Lúc này đám người dạ danh không có để ý Nguyên Lão. Hiển nhiên, đột phá hư giả cảnh, bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nguyên Lão nhíu mày, tay nắm lại. Nhưng hắn không có động thủ, hắn cũng muốn xem Thiên Sát các chủ chứng minh như thế nào. Dương Diệp nói, các ngươi xem huyền khí của ta,
hắn có thể cải biến huyền khí của ta. Nói xong, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp điên cuồng tuôn ra, hắn lại nói. Các ngươi nhìn kỹ huyền khí của ta, dùng nhãn lực của các ngươi hẳn có thể cảm nhận được huyền khí này bất đồng. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, một đám tử khí xuất hiện ở trên không mọi người. Khi tử khí xuất hiện ở trên không, ánh mắt mọi người lập tức nhìn sang, khi thấy tử khí, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Bởi vì sợi tử khí này rõ ràng không phải huyền khí bình thường, cũng không giống ngũ hành huyền khí, càng không giống bổn nguyên tử khí, không, sợi tử khí này so với những huyền khí kia, kể cả bổn nguyên tử khí thì càng thêm tinh thuần. Nhìn sợi tử khí kia, rất nhiều người tay đều rung động. Ngay cả trong mắt Nguyên lão cũng tràn đầy khiếp sợ, còn có một tia khó có thể tin. Chẳng lẽ Dương Diệp kia thật sự có năng lực giúp người đột phá hư giả cảnh? Ý nghĩ này xuất hiện ở trong đầu đám người Nguyên lão. Bọn hắn đâu? Đúng lúc này, một lão giả bỗng nhiên nói. Nghe vậy, mọi người phục hồi tinh thần lại, khi bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp cùng Thiên Lan không, sắc mặt mọi người lập tức khó coi, bởi vì lúc này Dương Diệp cùng Thiên Lan không đã không thấy. Truy! Sắc mặt Nguyên lão âm trầm nói. Nhưng mọi người lại không có động, tất cả ánh mắt đều rơi vào trên sợi tử khí kia. Sắc mặt Nguyên lão càng thêm âm trầm, tay phải hắn vung lên, thu sợi tử khí kia vào nói. Sợi tử khí này ta tạm thời đảm bảo, về sau mọi người chúng ta cùng nhau nghiên cứu, hiện tại truy nhanh. Mọi người nhìn nhau, sau đó thân hình khẽ động. Nguyên lão nhìn sợi tử khí trong tay, trong mắt có một tia khác thường, sợi tử khí này không phải bổn nguyên tử khí, nhưng càng thêm tinh thuần, thế giới này không có huyền khí gì có thể so với bổn nguyên tử khí, nhưng hiện tại đã có, hơn nữa ở trong tay hắn. Dương Diệp, Nguyên lão hít sâu một hơi, thu tử khí lại. Thân hình hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Dương Diệp cùng Thiên Lan không một đường chạy như điên, tốc độ hai người đều tăng lên tới cực hạn. Ngươi thật là kiếm tu sao? Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Dương Diệp nói. Đương nhiên, sao hỏi như vậy? Thiên Lan không nói. Không có, chỉ cảm thấy một kiếm tu vậy mà có thể vô sỉ đến loại trình độ này, thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến nói. Cái gì gọi là vô sỉ? Cái này gọi là cơ trí có được không? Nếu người có chút hổ thẹn, trước kia sao sẽ cởi y phục của ta ra? Thiên Lan không nói. Khóe miệng Dương Diệp co giật nói. Chuyện này cùng việc lúc trước một chút quan hệ cũng không có a. Còn nữa, cởi quần áo ngươi ra, là vì chữa thương cho ngươi, nói cho cùng, ngươi còn sống, không phải sao? Ngươi vô sỉ. Thiên Lan không nói. Dương Diệp. Trước kia ngươi nói là sự sao? Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Dương Diệp tự nhiên minh bạch Thiên Lan không chỉ cái gì, lập tức nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Giúp người đột phá hư giả cảnh, đạt tới trên hư giả cảnh, nói thực ra, ta không tin. Nhưng huyền khí của ngươi còn tinh thuần hơn bổn nguyên tử khí, hơn nữa, hiệu quả chữa thương của bổn nguyên tử khí, so với huyền khí của ngươi kém ít nhất vạn giảm. Huyền khí của ngươi, tuyệt đối ở trên bổn nguyên tử khí. Huyền khí của ngươi đến tột cùng là cái gì? Nó thật có thể giúp người đột phá hư giả cảnh. Thiên Lan không nói. Kỳ thật, trước kia Dương Diệp chữa thương cho nàng đã muốn hỏi, huyền khí của Dương Diệp, thật sự quá kinh khủng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không nói. Ngươi rất muốn biết. Ân. Thiên Lan không gật đầu nói. Dương Diệp nói. Thật có lỗi. Không thể nói cho người biết, đây là bí mật của ta. Sự tình Hồng Mông Tháp, trừ mấy người thân mật nhất của hắn, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội, để cho người khác biết hắn có chí bảo kia, vậy hắn thật xong rồi. Ngươi chưa nói với người khác. Thiên Lan không hỏi. Đã nói. Dương Diệp nói. Bất quá đều là người thân nhất của ta. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, không có nói chuyện. Tốc độ của hai người đều cực nhanh, tăng thêm có kiếm vực của Dương Diệp hỗ trợ ẩn nấp, bởi vậy hai người chỉ dùng không đến nửa canh giờ đã vứt bỏ đám người Nguyên lão. Ẩn vực có những thế lực nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nói. Ẩn vực, nhân tộc có 6 thành tam tông một các, 6 thành đại biểu 6 thế gia, theo thứ tự là Nguyên gia, Vân gia, Dạ gia, Lý gia, Lâm gia, Tần gia, mà tam tông phân biệt là Thượng Nguyên tông, Thiên Lan tông. Vô Tiêu Tông, một các là Thiên Sát Các chúng ta.
sáu thành tam tông cùng một các, là mấy thế lực mạnh nhất nhân tộc. Mà bây giờ, ngoại trừ Triệu gia cùng Thiên Lan tông còn có Thiên Sát các, ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn còn lại đã liên thủ, mà bọn hắn liên thủ, chính là vì đối phó ngươi, bây giờ còn có Thiên Sát các chúng ta. Dương Diệp nói, như vậy vì sao Lâm gia cùng Thiên Lan tông không liên thủ với đám người Nguyên gia? Không biết, Thiên Lan không nói, đợi tí nữa ta sẽ phái người đi điều tra. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đúng rồi, yêu tộc thì sao? Thiên Lan không trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Yêu tộc ở bên Kình Thiên Sơn Mạch, Kình Thiên Sơn Mạch có cường giả nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng bố trí kết giới cường đại, yêu tộc không qua được, nhân tộc cũng không gây khó dễ. Sở dĩ làm như vậy, chính là sợ nhân tộc cùng yêu tộc chém giết, bởi vì lúc kia, đại lục tao ngộ đại kiếp nạn, bất kể là người hay yêu, số lượng đều không nhiều. Nhưng hiện tại nhân tộc chúng ta sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều, yêu tộc hẳn cũng như vậy. Bất quá cũng may có Kình Thiên Sơn Mạch ngăn cản, tất cả mọi người còn có thể hòa bình ở chung. Ngươi nói, nếu ta đi phá kết giới kia, yêu tộc có thể giết qua hay không? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Thiên Lan không nheo mắt nói. Ngươi đừng phát điên. Dương Diệp nói. Ta ngược lại cảm thấy biện pháp này không tệ, nếu yêu tộc thật đánh tới. Bọn hắn khẳng định không có thời gian bận tâm ta rồi. Nói đến đây, Dương Diệp hưng phấn lên. Ta cảm thấy biện pháp này hoàn toàn có thể thực hiện. Đi, chúng ta đi phá kết giới trước. Thiên Lan không. Ngươi tỉnh táo một chút. Thiên Lan không chắn ở trước mặt Dương Diệp nói. Bây giờ ngươi đi phá kết giới, là muốn chết, hiểu chưa? Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Thiên Lan không nói. Ở Kình Thiên Sơn Mạch. Có cường giả nhân tộc thủ hộ, cũng là thủ hộ giả của nhân tộc ấn vực, biết rõ thủ hộ giả không? Thủ hộ giả? Dương Diệp nhíu mày. Thiên Lan không nói. Nhân tộc thủ hộ giả, là năm đó nhân tộc cộng đồng bồi dưỡng ra một gia tộc này vĩnh viễn trấn thủ ở Kình Thiên Hơ Sơn Mạch, một là vì thủ hộ phòng ấn kết giới, hai là vì phòng ngự yêu tộc. Tuy không biết thực lực của bọn hắn mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định rất mạnh. Bởi vì lúc trước cường ghi tả nhân tộc đều lưu công pháp cùng với huyền kỹ ở chỗ đó, hơn nữa chỗ đó còn có ít nhất 5 linh mạch tuyệt phẩm. Ngươi không biết bọn hắn mạnh bao nhiêu. Dương Xê Diệp nói. Thiên Lan không nhẹ gật đầu nói. Bởi vì tổ tiên bọn hắn từng thề độc, hậu đại đều không thể ly khai Kình Thiên Sơn Mạch, về phần tại sao như vậy, ta không rõ ràng lắm. Nhưng có một điểm không thể nghi ngờ, cái kia chính là thực lực của gia tộc này khẳng định rất mạnh. Ít nhất sẽ không yếu hơn Nguyên gia. Bởi vì mỗi cách vài năm, đệ tử sáu thành tam tông đều đi Kình Thiên Sơn Mạch khiêu chiến thiên tài của bọn hắn, nhưng từ khi có lịch sử đến nay, chưa từng thắng qua. Dương Diệp lắc đầu nói. Đáng tiếc. Thiên Lan không đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nàng nhìn Dương Diệp nói. Người có biết không, phá vỡ kết giới của Kình Thiên Sơn Mạch, nếu như yêu tộc có ý đánh nhân tộc chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Hai tộc đại chiến, sẽ chết rất nhiều người. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp đối mặt với Thiên Lan không? Người kiếm minh ta không chết là tốt rồi. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi, quá lãnh huyết. Dương Diệp cười khẽ một tiếng nói. Lãnh huyết, tốt, ta thừa nhận. Thế nhưng ta muốn hỏi một câu, nếu như người ẩn vực diệt kiếm minh ta, người có thể cảm thấy người ẩn vực lãnh huyết không? Ngươi sẽ sao, ngươi sẽ không, đúng không? Cái này không giống. Thiên Lan không nói. Kiếm minh cùng ẩn vực tầm đó đều là nhân tộc, cái này là chuyện nội bộ nhân tộc, nhưng nếu như ngươi đi phá kết giới, như vậy ngươi là dẫn yêu tộc đổ sát nhân tộc, loại hành vi này là phản nhân loại, cực kỳ đáng xấu hổ, bởi vì ngươi là nhân loại. Một người, có thể ích kỷ, có thể lãnh huyết, nhưng... Dương Diệp khoát tay áo, cắt đứt Thiên Lan không nói. Ta đang hỏi ngươi một câu, nếu có cơ hội dẫn yêu tộc đối phó kiếm minh ta, ngươi cảm thấy Nguyên gia cùng những thế gia kia sẽ buông tha cho cơ hội này sao? Bọn hắn sẽ không, không phải sao? Còn nữa, giả thiết Thiên Sát các chủ không chết, ngươi có cơ hội dẫn yêu tộc tới giết hắn báo thù, ngươi sẽ buông tha sao? Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói, làm người, có hai bộ tiêu chuẩn khác nhau, mình làm không được, lại muốn để cho người khác làm. Loại người này, mới là đáng xấu hổ. Còn nữa, với ta mà nói, bất kể là yêu tộc hay nhân tộc, ta đều đối xử như nhau. Ta nguyện ý cùng nhân tộc làm bằng hữu,
nhưng nguyện ý cùng yêu tộc làm bằng hữu. Nếu yêu muốn giết ta sẽ giết yêu, người muốn giết ta cũng sẽ giết người. Cái gì vì thiên hạ mà hy sinh mình, cái gọi là nhân tộc đại nghĩa, thật có lỗi, ta không có. Khóe miệng Thiên Lan không nổi lên mỉa mai nói. Ích kỷ là ích kỷ, cần gì nói đường hoàng như vậy. Đồng dạng là kiếm tu, đồng dạng là thiên phú chắc tuyệt, nhưng ở trên nhân phẩm, người thua kiếm vô cực tiền bối không chỉ một bậc. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không nửa ngày, sau đó nói. Ngươi nói rất đúng, Dương Diệp ta chính là một người ích kỷ, bất quá, cái này cùng ngươi tựa hồ không có quan hệ gì a. Nếu ngươi dám phá hư kết giới Kình Thiên Sơn Mạch, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi. Thiên Lan không nói. Dương Diệp nói. Nếu quả thật có một ngày như vậy, không ai có thể ngăn cản ta, kể cả ngươi. Hai người đối mặt, hào khí có chút trầm trọng. Một lát sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói. Thiên cô nương, ta và ngươi tầm đó chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi không có tư cách khoa tay múa chân với nhân phẩm cùng hành vi của ta, mà ta cũng không có tư cách đi khoa tay múa chân với ngươi. Bởi vì, chúng ta ai cũng không phải người cao thượng, coi như nhân phẩm của ngươi cao thượng, ta cũng không cần ngươi đến dạy hoặc mỉa mai ta. Về phần ngươi nói muốn ngăn cản ta, nếu quả thật có một ngày như vậy, mọi người bằng thực lực nói chuyện là được. Thực lực ngươi mạnh, ngươi giết ta, thực lực của ta mạnh, ta giết ngươi, cực kỳ đơn giản. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, chúng ta ai cũng không phải người cao thượng, ai cũng không có tư cách đi khoa tay múa chân với đối phương. Nhưng nếu như ngươi thật sự dám đi phá hư kết giới, ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi, dù sẽ chết. Dương Diệp nhún vai nói. Đối với một ít người, ta nguyện ý dùng mạng của mình đi đổi mệnh của đối phương, nhưng đối với rất nhiều người, đặc biệt là địch nhân của ta giết nhiều hơn nữa cũng sẽ không nương tay. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái thật sâu, sau đó xoay người đi về phía trước. Đi U Linh Thành, tổng bộ Thiên Sát Các ở đó, bây giờ chúng ta muốn làm chính là triệu tập người Thiên Sát Các trở về, bởi vì đám người Nguyên gia khẳng định đã bắt đầu ra tay với chúng ta. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Hiện tại hết thảy nghe người. Nói xong, hắn vội vàng đi theo. Bởi vì nguyên nhân lúc trước, hai người không có nói chuyện, rất nhanh, hai người tới U Linh Thành. Mới vừa vào thành, Dương Diệp cảm giác được mấy đạo thần thức quét tới hắn. Là người của chúng ta, thành trì này ở trong khống chế của chúng ta, mặc kệ người nào đến, đều bị người của chúng ta nhìn chằm chằm vào. Thiên Lan không nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, ở dưới sự dẫn dắt của Thiên Lan không, hai người tới một gian nhà đá thoạt nhìn không chút nào thu hút. Trong nhà đá không có vật gì, chỉ có một đi thông đạo thông lòng đất, Dương Diệp đi theo Thiên Lan không, trên đường đi, không ngừng có thần thức đảo qua. Đi không sai biệt lắm 15 phút, một cung điện xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Cung điện dưới mặt đất. Dưới nhà đá là một cung điện không lớn, diện tích bất quá mấy trăm trượng, toàn thân đen kịt, tăng thêm chung quanh ánh sáng lờ mờ, cái này để cho cung điện lộ ra có chút âm trầm. Dương Diệp cẩn thận phát hiện. Thiên Lan không vốn đi ở phía trước, nhưng hiện tại lại thối lui đến phía sau hắn. Dương Diệp tự nhiên minh bạch đối phương đây là ý gì. Lúc này, 12 hắc y nhân từ trong cung điện đi ra, Dương Diệp nhìn lướt qua 12 người này, nữ có nam có, đều đeo mặt nạ, đều là đế giả, hơn nữa khí tức hùng hậu, xem xét là thuộc về loại đế giả cường đại. 12 hắc y nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp cung kính thi lễ, cùng kêu lên nói. Bái kiến các chủ. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó đi về phía cung điện. Kỳ thật với hắn mà nói, sắm vai Thiên Sát các chủ cũng không phải việc khó gì, bởi vì Thiên Sát các chủ chưa bao giờ dùng diện mục chân thật, tăng thêm Thiên Lan không ở một bên phối hợp, ai dám nói hắn không phải Thiên Sát các chủ. Bất quá hắn vẫn không dám khinh thường, cẩn thận chạy được vãn năm thuyền. Thiên Lan không cùng mười mấy người vội vàng đi theo. 12 người này là đường chủ Thiên Sát các. Địa vị gần ta cùng Thiên Phong Sát, người khống chế bọn hắn, chẳng khác nào khống chế toàn bộ Thiên Sát các, bởi vì phía dưới rất nhiều sự tình đều là bọn hắn xử lý. Đương nhiên, không có bọn hắn cũng không sao, một lần nữa bổ nhiệm mấy đường chủ là được, bất quá sẽ rất phiền toái. Dương Diệp đi ở phía trước, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Thiên Lan không. Dương Diệp khẽ gật đầu, đi vào đại điện, hắn trực tiếp đi tới trên đài, ngồi ở trên ghế thái sư. Lúc này,
một gã hắc y nhân đứng dậy nói. Các chủ, gần đây Dùng Nguyên gia cầm đầu các đại thế gia, chẳng biết tại sao liên tiếp xuất thủ với chúng ta đã bị chết hơn 10 đế giả, thánh giả càng trên trăm. Đây là Triệu Đường chủ. Trong đầu Dương Diệp lần nữa vang lên thanh âm của Thiên Lan Không. Dương Diệp bất động thanh sắc nói. Triệu Đường chủ, để cho tất cả mọi người tạm thời che giấu, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Còn có, phái người giám thị Tam Tông Sáu Thành. Hiện tại tự nhiên không phải cùng đám người Nguyên gia khai chiến, bởi vì hắn còn không có triệt để nắm giữ Thiên Sát Các, hơn nữa đối với chi tiết của đám người Nguyên gia cũng không phải quá rõ ràng. Cho nên việc cấp bách là trước triệt để khống chế Thiên Sát Các. Vâng. Triệu Đường chủ có chút thi lễ, sau đó lui qua một bên. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp âm thầm gật đầu, không hổ là sát thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, ra mệnh lệnh, không hỏi vì cái gì, chỉ để ý làm. Nếu như ở Kiếm Minh, mặc dù không có người phản đối hắn, nhưng nhất định sẽ có người đi ra hỏi cái này cái kia. Bất quá đây cũng là sự tình không có biện pháp, Kiếm Minh vừa mới thành lập, tự nhiên không thể nào làm được như Thiên Sát Các. Dương Diệp nhìn mọi người trong tràng, sau đó nói. Từ nay về sau, Tam Tông Sáu Thành, ngoại trừ Triệu gia cùng Thiên Lan Tông, đều là địch nhân của Thiên Sát Các ta. Các ngươi đi thu thập tất cả tin tức của Tam Tông Sáu Thành, hơn nữa thời khắc chú ý hướng đi của những gia tộc này, đặc biệt là Nguyên gia, trọng điểm đối đãi. Hiểu chưa? Mọi người nhẹ gật đầu, nhưng lông mày Dương Diệp nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện trong 12 người, có một người không gật đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người hắc y nhân kia, nhìn từ ngoài, là một nữ tử. Mà lúc này, cô gái mặc áo đen kia đi ra. Thủy Lâm Lang, là Thiên Sát Các các chủ tự mình thu vào Thiên Sát Các. Cẩn thận chút, nàng có thể nhìn ra điều gì. Thanh âm của Thiên Lan Không xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp, nhắc nhở. Dương Diệp khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người Thủy Lâm Lang nói. Có chuyện thì nói. Tự nhiên là có. Thủy Lâm Lang ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Có một nghi vấn nho nhỏ. Trước kia Thiên Sát Các chúng ta tiếp nhận một sinh ý của đám người Nguyên gia, ám sát Dương Diệp kia, có thể nói, chúng ta cùng bọn họ tạm thời xem như quan hệ hợp tác. Ta có chút không rõ, vì sao đám người Nguyên gia lại đột nhiên xuất thủ với Thiên Sát Các chúng ta. Ngươi là muốn ta giải thích cho ngươi. Dương Diệp bước ra một bước, một cỗ uy áp lăng không xuất hiện ở trong tràng. Thủy Lâm Lang nhìn Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Cần gì ngụy trang? Ngươi vốn không phải các chủ. Thanh âm rơi xuống, một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể nàng bừng lên. Khí thế hư giả cảnh. Mọi người kinh hãi. Trong mắt Thiên Lan Không cũng hiện lên vẻ khiếp sợ, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Thủy Lâm Lang dĩ nhiên là cường giả hư giả cảnh. Trong lòng Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bất quá mặt ngoài hắn lại rất bình tĩnh, nhẹ gật đầu nói. Khó được, vậy mà đạt đến hư giả cảnh, chỉ là... Người cảm thấy người đạt tới hư giả cảnh, là có thể đối kháng ta. Thủy Lâm Lang cười lạnh nói. Buồn cười, người có biết, trước đây rất lâu ta đã đạt tới hư giả cảnh, hơn nữa còn là ở dưới sự trợ giúp của các chủ đạt tới hư giả cảnh. Mà người bây giờ, lại bất ngờ khi ta đạt tới hư giả cảnh, người còn nói người không là giả mạo. Nhưng Dương Diệp lại lắc đầu nói. Ta không có giúp người đạt tới hư giả cảnh. Lúc này tự nhiên là không thể thừa nhận. Bằng không thì, sự tình khống chế Thiên Sát Các sẽ dã tràng xe cát. Cho nên, đánh chết không thể thừa nhận mình là giả. Còn không thừa nhận sao? Thủy Lâm Lang cười lạnh, đang muốn nói chuyện, lúc này Thiên Lan Không đột nhiên nói, hát. Thủy Lâm Lang, có phải ngươi cảm thấy ta cũng là giả dối không? Thiên Hộ Pháp tự nhiên không phải giả. Thủy Lâm Lang nói, chỉ là, ta rất không rõ. Thiên Hộ Pháp tìm một người đến giả mạo các chủ đến tột cùng là ý muốn như thế nào, hay Thiên Hộ Pháp muốn khống chế Thiên Sát Các? Muốn chết? Thiên Lan Không muốn động thủ, bất quá bị Dương Diệp ngăn lại. Dương Diệp chậm rãi đi về phía Thủy Lâm Lang, rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước mặt Thủy Lâm Lang, nhưng Thủy Lâm Lang lại không sợ, nhìn Dương Diệp. Như thế nào, muốn giết ta diệt khẩu? Dương Diệp nói, ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết. Ngươi nói ta là giả, tốt, vậy ta hỏi ngươi, các chủ thật sự ở đâu? Nếu như có thể dùng kiếm, hắn nhất định sẽ cùng Thiên Lan Không tiêu diệt nữ tử trước mắt, nhưng vấn đề là hắn không thể dùng kiếm, nếu như không có kiếm, hắn cùng với Thiên Lan Không liên thủ cũng khó có khả năng ở trong thời gian ngắn đánh chết cô gái trước mắt này.
Hơn nữa, dù dùng lực lượng thân thể, khẳng định cũng sẽ lộ ra sơ hở, dù sao thiên sát các chủ trước kia cũng không phải dùng thân thể đối địch. Mà nếu như không thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nữ nhân này, vậy hắn sẽ biến thành giết người diệt khẩu rồi. Một khi để cho những người bên cạnh kia nổi lên lòng nghi ngờ, vậy đối với hắn muốn khống chế toàn bộ thiên sát các là cực kỳ bất lợi. Tuy hắn cùng với Thiên Lan không liên thủ, muốn chu sát tất cả mọi người trước mắt, cũng không phải việc khó gì, nhưng đây không phải hắn muốn. Hắn muốn chính là một thiên sát các đoàn kết, mà không phải một thiên sát các phân liệt, lại càng không phải là một thiên sát các nguyên khí đại thương. Nghe Dương Diệp nói, 11 vị đường chủ bên cạnh lập tức nhìn về phía Thủy Lâm Lang. Thủy Lâm Lang nhíu mày nói, ta cũng muốn hỏi ngươi các chủ thật sự ở nơi nào. Dương Diệp lắc đầu, sau đó nói, giết. Nghe được Dương Diệp nói, Thiên Lan không muốn xuất thủ, 11 vị đường chủ ở bên cạnh cũng định xuất thủ, nhưng đúng lúc này, Thủy Lâm Lang bỗng nhiên nói, biết rõ vì cái gì ta biết rõ ngươi không phải thiên sát các chủ không? Bởi vì ta là nữ nhân của các chủ. Ngữ khí hắn nói chuyện, khí tức trên người, kể cả tư thế hắn đi đường, động tác rất nhỏ, ta biết cực kỳ rõ ràng. Nghe Thủy Lâm Lang nói, 11 vị đường chủ lập tức dừng tay, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Thiên Lan không do dự, cũng không có xuất thủ. Giống như Dương Diệp, nàng cùng với Dương Diệp liên thủ, muốn giải quyết những người trước mắt này cũng không phải việc khó gì, nhưng như vậy, thiên sát các sẽ nguyên khí đại thương. Phải biết, 11 vị đường chủ này phụ trách cả thiên sát các, hơn nữa thực lực rất mạnh, lại có rất nhiều tâm phúc, giết bọn họ, thiên sát các trong thời gian ngắn sẽ rối loạn. Nếu như là bình thường cũng may, nhưng hiện tại thiên sát các ở thời buổi rối loạn, nếu như nội bộ thiên sát các lại rối loạn, như vậy căn bản không có năng lực đi đối kháng đám người nguyên gia. Ngươi nói ngươi là nữ nhân của ta. Dương Diệp nói, uốn nắn thoáng một phát, ta không phải nữ nhân của ngươi. Ta là nữ nhân của các chủ. Thủy Lâm Lang âm thanh lạnh lùng nói. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía 11 vị đường chủ nói. Các ngươi tin tưởng lời của nàng. Triệu đường chủ do dự một chút, sau đó nói. Ta không tin, bởi vì ở trên đời này, không người nào dám giả mạo các chủ. Hơn nữa, thiên hộ pháp cũng không có lý do gì phản bội thiên sát các. Bất quá, Thủy đường chủ đã không tin các chủ. Như vậy sao các chủ không chứng minh thân phận thoáng một phát, để cho Thủy đường chủ tâm phục khẩu phục? Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tuy Triệu đường chủ ngoài miệng nói tin tưởng hắn, nhưng lại muốn hắn chứng minh thân phận, cái này là không tin hắn a hát. Ngươi dám chứng minh sao? Thủy Lâm Lang cười lạnh nói. Nói một chút xem, muốn ta chứng minh như thế nào? Dương Diệp nói xong, tay phải chậm rãi nắm lại, thật sự không được, hắn không ngại động võ. Triệu đường chủ nói, chúng ta đều biết, các chủ có không gian pháp tắc, có thể dung nhập không gian, xin mời các chủ thi triển không gian pháp tắc thoáng một phát, như thế nào? Nghe vậy, Dương Diệp nao nao, sau đó tay phải hắn chậm rãi nới lỏng ra. Nhưng hắn không nói gì, chỉ trầm mặc. Nhìn thấy Dương Diệp như vậy, khóe miệng Thủy Lâm Lang cười lạnh. Như thế nào, không biết sao? Cũng phải, trên đời này, lại có mấy người có thể lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Thủy Lâm Lang nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, cùng lúc đó, không gian chung quanh nhanh chóng chuyển động. Không gian pháp tắc. Nhìn thấy một màn này, Thủy Lâm Lang ngây dại. Ánh mắt đám người Triệu đường chủ rơi vào trên người Thủy Lâm Lang, cực kỳ bất thiện. Rất nhanh, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt đám người Thủy Lâm Lang, Dương Diệp không có để ý Thủy Lâm Lang, mà nhìn về phía đám người Triệu đường chủ nói. Đi xử lý sự tình ta giao phó đi. Vâng, đám người Triệu đường chủ cung kính thi lễ, sau đó vội vàng lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại có 3 người Dương Diệp. Ngươi không phải các chủ. Thủy Lâm Lang gắt gao nhìn Dương Diệp. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta xác thực không phải các chủ. Nghe Dương Diệp nói, con mắt của Thiên Lan không trợn lên, hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp lại đột nhiên nói như vậy, Thủy Lâm Lang cũng sửng sốt. Dương Diệp lấy xuống mặt nạ. Sau đó nói, ta là Kiếm Minh Minh Chủ Dương Diệp. Thiên Lan không hoàn toàn mộng rồi. Dương Diệp, Thủy Lâm Lang cũng trợn mắt, Dương Diệp nàng tự nhiên là biết, bởi vì sau khi thiên sát các đạt được sinh ý đuổi giết Dương Diệp, thiên sát các bắt đầu điều tra Dương Diệp. Dương Diệp, Kiếm, Minh Minh Chủ, đại lục đệ nhất kiếm tu, đại lục đệ nhất thiên tài, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đi tới thiên sát các,
còn giả mạo Thiên Sát các chủ. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, ta là đồ đệ của các chủ. Thiên Lan Không, Thủy Lâm Lang. Hai nữ hiển nhiên đều bị Dương Diệp nói làm phát mộng. Dương Diệp nói. Thủy cô nương, có lẽ người điều tra qua ta, tra được lai lịch của ta không? Thủy Lâm Lang nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó lắc đầu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đừng nói ngươi, không ai có thể tra được lai lịch của ta, xê bởi vì ta là các chủ bí mật bồi dưỡng, ngoại trừ các chủ, không có ai biết thân phận chân thật của ta. Còn nữa, ngươi biết vì sao kiếm minh quật khởi nhanh như vậy không? Ngươi biết vì sao kiếm minh có thể quét diệt thế đạo không? Đám người Nguyên gia phái ra bảy hư giả cảnh vây giết ta, ngươi biết vì cái gì bọn hắn không có thành công không? Ngươi biết lần này tại sao các chủ phải tự mình đi minh ngục đại lục không? Thủy Lâm Lang trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Bởi vì người sau lưng ngươi là các chủ một mực âm thầm giúp ngươi, cho nên ngươi mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy quật khởi, mới có thể ở dưới đám người Nguyên gia vây giết còn sống sót. Thiên Lan Không, thông minh, Dương Diệp nói. Thế nhân đều biết sau lưng ta có người, nhưng lại không biết người sau lưng ta là ai, kỳ thật, người sau lưng ta là các chủ, còn có toàn bộ Thiên Sát Các. Cho ngươi giả mạo các chủ, cũng là ý tứ của các chủ. Thủy Lâm Lang hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Vì cái gì? Thủy Lâm Lang lại hỏi. Dương Diệp nói. Bởi vì như vậy, các chủ hắn có thể núp trong bóng tối làm rất nhiều sự tình, ngươi hiểu chưa? Các chủ hắn đến tột cùng muốn làm gì? Thủy Lâm Lang trầm giọng hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Đây không phải ngươi nên hỏi. Sắc mặt Thủy Lâm Lang biến hóa, lúc này Dương Diệp lại nói. Thủy cô nương, ngươi là một người thông minh, nên biết cái gì phải biết, cái gì không nên biết. Một khi sự tình không nên biết lại để cho ngươi biết, cái này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Còn nữa, rất nhiều sự tình, chính ta cũng không biết. Hiện tại, ngươi chỉ cần hảo hảo phối hợp ta là được rồi. Ta có thể gặp hắn không? Thủy Lâm Lang hỏi. Ngươi vẫn chưa tin ta. Dương Diệp nhíu mày, ở trong mắt có một tia sát ý. Thủy Lâm Lang lắc đầu nói. Ngươi biết không gian pháp tắc, cái này chứng minh, nhất định là hắn dạy ngươi, hơn nữa trừ khi là các chủ tự mình ra lệnh, bằng không thì thiên hộ pháp tuyệt đối không có khả năng tương trợ ngươi. Ta chỉ muốn gặp hắn, tuy hắn đối với ta không có cảm tình gì, cũng không có chính thức coi ta là nữ nhân của hắn, nhưng ta vẫn muốn gặp hắn. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu nói. Ta không liên hệ được với các chủ, có việc đều là hắn chủ động liên hệ ta, bất quá, nếu hắn liên hệ ta, ta sẽ chuyển đạt ý nguyện của ngươi. Ánh mắt của Thủy Lâm Lang tối lại, nàng nhẹ gật đầu nói. Ta hiểu được, ngươi đã là đệ tử của hắn, ta sẽ hảo hảo phối hợp ngươi. Nói xong, nàng quay người đi ra đại điện. Thấy thế, Dương Diệp thở dài một hơi, trước kia hắn có hai lựa chọn, một là giết Thủy Lâm Lang, hai là lựa chọn lừa dối. Hắn lựa chọn thứ hai. Bởi vì nếu như hắn lựa chọn giết Thủy Lâm Lang, nhất định sẽ sinh ra rất nhiều phiền toái, hơn nữa, hắn không muốn tổn thất một sát thủ hư giả cảnh. Hiện tại với hắn mà nói, thiếu nhất đúng là cường giả. Cũng may, hắn lừa dối thành công rồi. Lừa một nữ nhân, có phải rất đắc ý hay không? Lúc này, Thiên Lan Không bỗng nhiên nói. Dương Diệp quay người nhìn thoáng qua Thiên Lan Không. Vậy ngươi muốn ta giết nàng? Chỉ biết lừa gạt nữ nhân, vô sỉ. Thiên Lan Không lạnh nhạt nói. Dương Diệp đeo mặt nạ lên, không nhìn Thiên Lan Không, quay người đi về phía bên ngoài đại điện. Hắn xem như đã minh bạch, đừng cùng nữ nhân giảng đạo lý, các nàng căn bản sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi đi đâu? Lúc này, Thiên Lan Không bỗng nhiên nói. Bị đuổi giết lâu như vậy, cũng nên tới phiên ta đi giết bọn hắn a. Dương Diệp cũng không quay đầu lại. Đám người Nguyên gia ở trên minh ngục đại lục điên cuồng đuổi giết hắn, vài lần để cho hắn thiếu chút nữa vẫn lạc, thù này có thể nào không báo. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng đến tối. Dương Diệp hắn tự nhiên không phải quân tử. Hơn nữa, hiện tại dùng Nguyên gia cầm đầu tứ đại thế gia còn có hai đại tông môn ở ngoài sáng, mà hắn ở trong tối, có thể nói, hiện tại đúng là thời cơ xuất thủ với đám người Nguyên gia tốt nhất. Lúc này, Thiên Lan Không đột nhiên chắn ở trước mặt Dương Diệp nói. Dùng thực lực của Thiên Sát Các chúng ta,
liều không lại ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn. Ta biết rõ. Dương Diệp nói. Ngươi biết rõ còn muốn đi giết người. Ngươi là muốn hy sinh toàn bộ Thiên Sát Các đến cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Thiên Lan không biến thành hơi lạnh. Ta không có ý tứ này, ta. Dương Diệp nói. Ngươi là ý tứ này. Thiên Lan không cắt đứt Dương Diệp nói. Ngươi là muốn dùng toàn bộ Thiên Sát Các đến cùng đám người Nguyên gia lưỡng bại câu thương, sau đó kiếm minh ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ha ha, ngươi tính toán rất tốt. Nhìn Thiên Lan không, Dương Diệp nhíu mày, lúc này Thiên Lan không cười lạnh nói. Như thế nào, có phải muốn giết ta, sau đó ngươi có thể chính thức khống chế Thiên Sát Các hay không? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ta sống, ngươi đừng mơ tưởng hy sinh toàn bộ Thiên Sát Các đến cho kiếm minh ngươi được lợi. Mơ tưởng. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không hồi lâu, sau đó nói. Nguyên bản ta cho rằng chúng ta tầm đó có thể hợp tác, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Nhưng hiện tại xem ra, ta sai rồi. Với ngươi, ta thật sự không có biện pháp tiếp tục hợp tác. Cho nên, giết ta, đúng không? Thiên Lan không cười lạnh nói. Giết ta, ngươi có thể chính thức khống chế Thiên Sát Các, hơn nữa cũng không ai có thể vạch trần ngươi nói dối, đúng không? Dương Diệp nói. Ta thừa nhận, không có trợ giúp của ngươi, ta không cách nào khống chế Thiên Sát Các. Giết ngươi, ta xác thực có thể khống chế Thiên Sát Các. Nhưng cái này vi phạm bản tâm của ta. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thẳng Thiên Lan không nói. Hiện tại, Thiên Sát Các trả lại cho ngươi, ta cùng Thiên Sát Các không có bất cứ quan hệ nào, các ngươi đi con đường của các ngươi, ta qua cầu của ta, hai chúng ta không thể làm chung. Như vậy được chưa? Nói xong, Dương Diệp trực tiếp lướt qua Thiên Lan không, biến mất ở bên ngoài đại điện. Trong điện, Dương Diệp nói, làm cho Thiên Lan không sửng sốt, hiển nhiên. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ buông tha cho Thiên Sát Các. Thiên Sát Các, một thế lực kim cương cấp AH. Dương Diệp cứ như vậy buông tha. Đầu hắn hư mất rồi sao? Thiên Lan không có chút không biết làm sao rồi. Đầu Dương Diệp tự nhiên không có hư mất, nhưng buông tha cho Thiên Sát Các, xác thực là vì quá xúc động. Chỉ là, không buông bỏ thì như thế nào? Giết chết Thiên Lan không? Hắn có thể làm được. Nhưng hắn không có khả năng miểu sát Thiên Lan không, hơn nữa, một khi hắn cùng với Thiên Lan không đánh nhau, toàn bộ người Thiên Sát Các đều sẽ biết, khi đó, Thiên Lan không muốn vạch trần hắn, quả thực là chuyện dễ dàng. Lúc kia, hắn không chỉ khống chế không được Thiên Sát Các, còn sẽ biến thành đối tượng toàn bộ Thiên Sát Các đuổi giết. Hắn tự nhiên không sợ, nhưng Kiếm Minh thì sao? Kiếm Minh chịu đựng được những sát thủ này đuổi giết sao? Còn nữa, sở dĩ hắn có thể khống chế Thiên Sát Các. Chủ yếu là bởi vì Thiên Lan không trợ giúp, vì khống chế Thiên Sát Các mà tru sát Thiên Lan không, loại chuyện này, dù hắn có thể miểu sát Thiên Lan không, hắn cũng sẽ không làm. Nhân sinh trên đời, sống không thẹn với lương tâm, nếu tâm không xấu hổ, trăm vạn người hắn đều giết, nếu tâm có xấu hổ, lợi ích lại lớn, hắn cũng sẽ không giết người. Có lẽ cái này ở người khác xem ra là cực kỳ ngu xuẩn, nhưng đây chính là nguyên tắc làm người của hắn, đây chính là kiếm đạo của hắn. Dương Diệp không có dừng lại, sau khi thăm dò được vị trí của Nguyên gia, Dương Diệp trực tiếp đi ra U Linh Thành. Tổng bộ Thiên Sát Các, trong đại điện. Sau khi Dương Diệp ly khai đại điện không lâu, bọn người Thủy Lâm Lăng cùng Triệu Đường chủ đi vào trong đại điện. Thiên hộ pháp, các chủ đâu? Triệu Đường chủ hỏi. Thiên Lan không lạnh nhạt nói. Có việc. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu nói. Dùng Nguyên gia cầm đầu ngũ đại thế gia còn có hai đại tông môn bắt đầu điên cuồng xuất thủ với chúng ta, đến bây giờ, chúng ta đã có 14 ám điểm bị bọn hắn hủy diệt, trong đó, sát thủ đế giả cảnh đã tổn thất 17 tên, sát thủ thánh giả cảnh, 72 tên. Ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn cũng không có đình chỉ, không ngừng điều tra cứ điểm của chúng ta, hơn nữa, mỗi lần bọn hắn xuất thủ, đều có cường giả hư giả cảnh dẫn đầu, bởi vậy người của chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Một khi bị bọn hắn tìm được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hoặc là đầu hàng bọn hắn. Có người đầu hàng. Thiên Lan không cau mày nói. Thiên Sát Các kỷ luật cực kỳ nghiêm, loại chuyện đầu hàng này, căn bản là sẽ không phát sinh. Triệu Đường chủ nhẹ gật đầu nói. Có, nếu như không phải có người bán đứng, chúng ta sẽ không tổn thất nhiều ám điểm như vậy, đặc biệt là một ít ám điểm cực kỳ che giấu cũng bị phát hiện. Thiên hộ pháp,
Hiện tại dùng Nguyên gia cầm đầu ngũ đại thế gia cùng hai đại tông môn đã bắt đầu toàn diện công kích chúng ta, kính xin các chủ bảo cho biết. Thiên Lan không trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Buông tha cho tất cả ám điểm, để cho người của chúng ta toàn bộ che giấu. Triệu Đường chủ nhìn thoáng qua Thiên Lan không, không nói gì. Như thế nào? Thiên Lan không nhíu mày. Triệu Đường chủ thi lễ nói. Thiên hộ pháp, thật có lỗi. Ta chỉ nghe mệnh lệnh của các chủ. Kính xin các chủ tự mình đi ra hạ lệnh. Cái này là mệnh lệnh của các chủ. Thiên Lan không trầm giọng nói. Triệu Đường chủ lắc đầu nói. Ta muốn các chủ tự mình ra lệnh. Sắc mặt Thiên Lan không trầm xuống, các chủ tự mình nói. Dương Diệp đã ly khai Thiên Sát Các, nàng đi đâu tìm các chủ đến tự mình nói. Trầm mặc một lát, nàng nói. Các chủ có việc không ở đây, trước theo như ta nói đi làm. Hết thảy hậu quả ta đến gánh chịu. Triệu Đường chủ vẫn lắc đầu nói. Thiên hộ pháp, các chủ không có nói chúng ta nghe mệnh lệnh của ngươi, cho nên chúng ta không thể nghe mệnh lệnh của ngươi. Triệu Đường chủ, ta nói, các chủ có việc không ở đây. Thiên Lan không trầm giọng nói. Triệu Đường chủ trầm mặc. Lúc này Thủy Lâm Lang nói. Thiên hộ pháp, để cho các chủ truyền âm thoáng một phát cũng được. Triệu Đường chủ vội vàng gật đầu nói. Để cho các chủ truyền âm thoáng một phát cũng được. Thiên Lan không nhìn thoáng qua Thủy Lâm Lang cùng Triệu Đường chủ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nàng biết rõ, tuy địa vị của nàng ở trên hai người, nhưng bởi vì vấn đề thể chế, nàng không có quyền lợi ra lệnh cho Đường chủ. Có thể nói, nếu như nàng muốn khống chế Thiên Sát Các, hoặc là thuyết phục 12 vị Đường chủ, hoặc là tiêu diệt 12 vị Đường chủ. Thuyết phục, nếu như không mang Dương Diệp về, nàng có lẽ còn một cơ hội, nhưng hiện tại, nàng muốn thuyết phục những người này, căn bản không có khả năng, trừ khi nàng nói ra sự tình Dương Diệp giả mạo, nhưng như vậy, Thiên Sát Các rất có thể sẽ phân liệt, đúng lúc này phân liệt, như vậy Thiên Sát Các thật xong rồi. Về phần giết chết 12 vị đường chủ, không nói trước hiện tại nàng không có thực lực này, dù có thực lực này, nàng cũng không thể giết, bởi vì nếu như giết chết 12 vị đường chủ, Thiên Sát Các lập tức xong đời. Trầm mặc hồi lâu, Thiên Lan không nói. Ta liên hệ hắn. Nói xong, nàng lấy ra một truyền âm phù bóp nát. Trước kia để cho tiện liên hệ, bởi vậy nàng cùng Dương Diệp có lưu lại cho đối phương một tia tinh thần lạc ấn, cho nên nàng xác thực có thể liên lạc với Dương Diệp. Qua hồi lâu, không có hồi âm. Phía dưới, Triệu Đường chủ cùng Thủy Lâm Lang nhíu mày. Thiên Lan không lại lấy ra một truyền âm phù bóp nát, truyền âm phù vừa vỡ vụn, lông mày của Thiên Lan không nhào lên, bởi vì thanh âm của nàng căn bản không có truyền đi. Dương Diệp trực tiếp xóa mất tinh thần lạc ấn. Phía dưới, Triệu Đường chủ cùng Thủy Lâm Lang nhìn nhau, trong mắt đều là nghi hoặc. Trên điện, Thiên Lan không nói. Các chủ đi làm việc, hiện tại có thể là có việc gấp gì, cho nên không cách nào hồi âm. Triệu Đường chủ, Thủy Đường chủ, hiện tại Thiên Sát Các ở thời khắc mấu chốt, sự cấp tòng quyền, các ngươi lập tức truyền mệnh lệnh của ta xuống, để tránh tổn thất càng nhiều người hơn nữa. Triệu Đường chủ trầm mặc. Thủy Lâm Lang cũng không nói gì. Các ngươi trước nghe ta, ta đi tìm các chủ, như vậy đi. Thiên Lan không trầm giọng nói. Nói xong, trong nội tâm Thiên Lan không có chút ngũ vị tạp trần, bởi vì Dương Diệp chẳng khác gì là nàng bước đi, hiện tại, lại muốn nàng đi tìm Dương Diệp, thế nhưng không có biện pháp, nếu như không tìm Dương Diệp trở về, những người này căn bản sẽ không nghe nàng, tiếp tục nữa, Thiên Sát Các sẽ rắn mất đầu. Hơn nữa rất nhiều người trong nội tâm nhất định sẽ đánh chủ ý khác. Triệu Đường chủ vẫn còn có chút do dự, bởi vì bọn hắn chỉ trực tiếp nghe lệnh các chủ, ngoại trừ các chủ, mặc kệ người phương nào cũng không thể ra lệnh cho bọn họ, đây là quy định Thiên Sát các chủ lập ra. Tuy hắn cũng biết, lúc này nên sự cấp tòng quyền, nhưng hắn vẫn không dám vi phạm quy định. Bởi vì đã từng có người vi phạm qua, sau đó người này chết rồi, chết rất thảm. Trước nghe Thiên Hộ Pháp đi. Lúc này Thủy Lâm Lang đột nhiên nói. Đừng bởi vì chút việc nhỏ ấy mà hại chết những huynh đệ trong các kia. Nghe Thủy Lâm Lang lên tiếng, Triệu Đường chủ do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, lui xuống. Lúc này Thủy Lâm Lang cũng là hư giả cảnh, tăng thêm Thiên Lan không là hai vị hư giả cảnh, hai vị hư giả cảnh lên tiếng, dù đến lúc đó các chủ trách cứ, hắn cũng có lý do thoái thác. Sau khi Triệu Đường chủ rời đi, Thủy Lâm Lang nhìn về phía Thiên Lan không nói. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ở nàng xem ra, Dương Diệp cự tuyệt thu truyền âm của Thiên Lan không, đây nhất định không tầm thường,
Thiên Lan không khẽ lắc đầu nói. Không có gì, hắn đi ra ngoài làm ít chuyện, hiện tại ta đi tìm hắn. Thủy Lâm Lang nói. Thiên Hộ Pháp, ta chỉ muốn nói, Dương Diệp là các chủ tự mình lệnh đến trưởng quản Thiên Sát Các, ta nhận thức hắn, nguyện ý phối hợp hắn. Ta hy vọng Thiên Hộ Pháp không nên có ý nghĩ gì khác, bởi vì Thiên Hộ Pháp phải hiểu, Hộ Pháp là không có quyền lợi trưởng quản Thiên Sát Các. Trừ khi là các chủ hoặc Dương Diệp lên tiếng, bằng không thì, ta sẽ không nghe lệnh, không chỉ ta, 12 vị đường chủ cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của Thiên Hộ Pháp, lần này là lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất. Nói xong, Thủy Lâm Lang quay người rời đi. Tức chết ta! Thiên Lan không nắm chặt hai đấm, bộ ngực sữa phập phồng, tạo nên một hồi gợn sóng. Nàng tự nhiên là giận, nàng một lòng suy nghĩ vì Thiên Sát Các, mà bây giờ người Thiên Sát Các lại hoài nghi nàng có mục đích bất lương. Dương Diệp mới là giả mạo a. Nàng rất muốn lớn tiếng nói cho Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang, nhưng bi ai chính là, chỉ sợ dù nàng nói như vậy, Triệu Đường Chủ cùng Thủy Lâm Lang cũng sẽ không tin. Trong điện, đã qua rất lâu, thân hình Thiên Lan không khẽ động, biến mất ở trong đại điện. Dương Diệp tự nhiên không biết lúc này Thiên Lan không đi tìm hắn, hiện tại hắn đã tiềm nhập Vân gia. Dương Diệp giết con ta, người này phải chết, còn có tiện nhân Vân Bán Thanh, ta muốn nàng sống không bằng chết. Ta muốn đôi gian phu dâm phụ này sống không bằng chết. Dương Diệp vừa lẻn vào Vân phủ, một tiếng gầm gừ cuồng loạn vang vọng toàn bộ Vân phủ. Thanh âm cực lớn, toàn bộ Vân phủ đều rõ ràng nghe được. Dương Diệp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 97.